Mở microphone lên. Nam mô Di Đà Phật. Lớp dạ con chào thầy. Thầy cho con hỏi là từ năm 2000, cách trên năm 2020 con có cúng dường một cái tượng mẹ Quan Âm ở Việt Nam, nhưng mà thầy con không có về được. Thầy lấy cái tháp chanh cho con là chúc thiện phúc, nhưng bây giờ thì con muốn lấy cái tháp chanh của thầy tặng cho con, thì con như thế nào thầy? Anh cho dù anh có pháp danh nhưng anh chưa có làm lễ quy y thì làm lễ, tại vì khi mình quy y nghĩa là mình chính thức mình tiếp nhận cái pháp quy y và năm giới bằng cả cái ý thức chánh niệm của mình, cho nên anh nên tham dự lễ này. Tại vì hồi xưa là mình chỉ có cái lễ thôi, ơi mình có tên thôi mà chưa có cái lễ, nên có cái lễ. Lễ đây là do anh chính thức phát nguyện ha. Bây giờ mình có thể chuẩn bị được rồi. Nãy giờ con chưa biết thầy. Dạ bây giờ chúng mình làm thì con chưa có, nhưng mà con cũng có nhưng Phật pháp thì con cũng chưa có hiểu hết, nhưng cũng con mong nhờ thầy giúp cho con những cái gì con đường đời mọi thứ cuộc sống vậy. Bây giờ tất cả mọi người ổn định rồi, chúng ta bắt đầu vào. Khi Pháp Hòa hướng dẫn rồi đại chúng cứ làm theo thôi nha. Dạ xin mời tất cả đại chúng cùng chắp tay. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phường phân khắp mười phương, cúng dường ngôi tam bảo, nguyện trọn đời sống đạo, theo tự tánh làm lành cùng pháp giới, chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, xa biển khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Hôm nay ngày trăng tròn tháng chạp năm Nhâm Dần, kỷ niệm mùa thành đạo Đức Thích Tôn, đệ tử chúng con chí tâm thiết lễ quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới cho các Phật từ khắp nơi. Giờ này chúng con một lòng quy hướng Tam Bảo, phụng thịnh Phật Pháp Tăng ba ngôi vô thường, quang giang đạo tràng chứng minh gia hộ chúng con, phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc, tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, sở nguyện tùy tâm viên mãn, ngưỡng mong oai đức từ bi gia hộ các Phật
từ phát tâm thọ thập thiện giới, cùng tinh tấn tu tập trí tuệ, phước đức đầy đủ, hưởng mong oai đức, Quan Lâm đạo tràng chứng minh gia hộ, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu màu nhiệm cơ duyên mới được thọ trì. Xin nguyện đi vào biển tuệ tinh thông giáo nghĩa huyền vi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng. Hôm nay chúng ta cùng làm lễ quy y Tam Bảo theo chương trình online. Giờ này các vị cũng đang online trực tiếp hướng về tu viện Tây Thiên trong ngày lễ quy y này. Trước khi buổi lễ quy y thì xin phép và Pháp Hòa sẽ giải thích phần lễ quy y ý nghĩa. Và vì chúng ta có những vị ghi danh những người Việt và cũng có rất nhiều những bạn trẻ không biết tiếng Việt nhiều, cho nên Pháp Hòa xin phép đại chúng là chúng ta sẽ nói hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt chiều hôm nay. Quý vị cứ ngồi thõng tay xuống ha, không cần phải chắp tay nữa, ngồi thoải mái. Rồi Pháp Hòa xin được giải thích bằng tiếng Anh trước. Today, the January the 6th, year 2023. Thầy is in Canada right now. It's the full moon day. This is the week that we celebrate the Enlightenment Day of our Lord Buddha. According to this special day, so we organize a ceremony to transmit the three refugees and the five mindfulness trainings to all the ordinees who are taking your vows today, who are making your vows today to become the students of the Buddha, in order to apply the teachings of the Buddha deeply into your daily life. In Buddhist practice, the first step that we making our practice is to take the three refuges, which are the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Buddha, Dharma, Sangha, we call triple gems, or the three jewels. Buddha, just the one like us. But in the Buddha, he cultivate his love, his understanding to the very high degree. We respect the Buddha as a teacher who has the capacity to guide us, to show us the way to live and to practice. We do not respect the Buddha as a saint, as a holy person, but we respect the Buddha as a teacher who has the ability to show us, to guide us the way, the practice. Dharma is the teachings of the Buddha. Dharma is the path, the way. If we want to go somewhere, we must know which way to go. We must have the direction. If we want to do something, we must know how to do it. If we do not know the direction, we cannot arrive to our destination. If we do want to do something, but we don't know what to do, then we're unable to do anything.
Same thing. We want to live our life happy, meaningful, peacefully. Then we must take the teachings of the Buddha, because the teachings of the Buddha contain understanding, love, mindfulness. We all want to talk, but we do not learn how to talk. That's why the more we talk, the more we suffer our loved one. We all want to eat, but we don't have mindfulness. We don't have enough mindfulness to select what kind of food that we can take so we can nourish our physical body and mentally health. That's why mindfulness is the basic of Buddhism. It's the key that to help us to live peace and happy. The teachings of the Buddha contain understanding, love, and these are the very important practices in daily life. We all need love, but we must learn how to love. We all need to, the more we can understand, the more we can live in this life meaningful and happy. And we won't do anything, or we less suffer ourselves and our loved one. So that's why we must take, or we should take, the teachings of the Buddha. We call Dharma. Dharma is the teachings, is the way. Sangha is the community that lives according to the teachings of the Buddha. The ordained monastics, we are the ordained Sangha. But larger than this, we have all the Buddhist practitioners. You are a family. You live together, and you also need to learn how to be together. So we have the intent to live together with peace. We have the intent to live together so we can bring happiness to others. But if we do not learn the Dhamma, how can we know what to do, how to do, to make our loved one, to make our community become healthier each day? So in order to live together with peace and joy, we must learn the teachings of the Buddha. And from that, we have a strong, healthy, and very mindful community. Buddha, Dhamma, Sangha. That's why when we bow to Buddha, we bow 3 times. And that is the first step that for all the Buddhists to take. When we know that, we inform that, from now on, we have a teacher. We have the teachings. We have the community. Is that great? Is that happy enough in as a human's life? We have a teacher who shows us the way. We have the teachings. That is the way. We have the community who willing to go with us, support us. So since you take the vow, you will keep your commitment that from now on you live your life meaningful. And only you live your life meaningful, you're able to bring more peace, true peace for yourself, for your family, and the society. Remember, as a Buddhist practitioner, what is the purpose? What do we need to do? What is our responsibility? Avoid the bad. Do the good. Purify your mind. If each of us, we avoid the bad, we do the good, we purify our mind, is that we have a healthy life and we're able to bring a healthy family and, of course, a healthy society. So once a Buddhist practice, we're able to bring benefits for 3, ourselves, our family, the society. And this is the intent of all the Buddhist followers, all the Buddhist practitioners. Remember, this ceremony is not for you to convert or to become a member of any religion. More than that, you are the member of the practice. What is the practice here? We're willing to change. We're willing to make things more improvement. We improve ourselves. We improve the environment. And we're able to bring a healthy life, a healthy environment, a healthy family.
This is what we really need for the society. We need healthy life more than lot of members, but we do not practice. So remember, only we can change ourselves. We improve ourselves. We make things change. If you stay the same, even you are the Buddhist, you are the member of a religion, but you don't change your mistakes. You do not correct yourself. You don't change the way you live. Then how can you make your family, your society become more happy? So each of us, we have our responsibility from now on. And what are our responsibilities? Avoid the bad, do the good. In order to show our intent to live with the good, to avoid the bad, we take the 5 trainings. These trainings will help us to improve, to move on, and to cultivate the truly foundation for happiness. First, we learned not to kill because we respect the life of others. We respect the life of others. That's why we try to protect the life of others more than we destruct. So we avoid destruction of life. Instead, we will learn to protect the life of others. Secondly, we learned not to take anything that not belong to us. Another word, no stealing, because we respect the property of others. Anything that belong to someone, if we have no permission to take, we won't take. If we want, we will ask. If not, it's not ours, we cannot take it. But beside that, beside taking, we learn to share. We learn to give. We learn to give whatever we can, especially to those who are in the real need. So this life will be more meaningful, more beautiful, more hope if we're willing to give more than just to take. And thirdly, we learn that there are many broken families in the society due to the sexual misconduct. So as the Buddhist practitioner, we learn not to engage any other relationship after we marry. After we have a relationship, we are not allowed to have any other commitment with others, because this is the only way to protect families being from broken and children from sexual misconduct or children sex abuse. And this is the third practice. We understand. We want to protect our happiness. We learn to protect the happiness of others. The fourth practice. We learn to use loving speech, loving words, every conversation. Every day we need to talk. But if we learn how to talk, and our conversation will bring more meaningful, we're able to build a lot of happiness based on the way we share, the way we talk. So the Buddha taught us, use loving words in your daily conversation. And besides talking, we learn to listen. The more we listen, the more we understand. The more we understand, the more we can do things right to others. The more we can bring happiness to others. So therefore, learn to speak, learn to listen. Not only just to speak, but also learn to listen. The more we listen, the more we know. The more we know, the more we understand, the more we're able to bring love, the more we can live right. So when we talk, learn using loving speech. When we listen, listen deeply without any judging, without any prejudice.
And the last one, learn to be mindful on daily consumption. There are two things we take every day. Food for the body, food for the mind. But if we don't do, we are not mindful enough, we may take the wrong food that may damage the body. The more we bring the food in, the more we get sick and not well. For example, we smoke a lot, we drink a lot, we use drugs, we use alcohol, etc. Those are the poisons. They will damage and destroy the body, the physical health. So be careful on the food that also contain poisons, contain something that may destroy our physical health. Beside that, TV programs, electronic games, magazines, books, conversation, movies, music, what kind of things we install, we intake for the body, for the mind. Make sure we be very mindful on those because they may damage our mental health. And if the mental health is not in a well condition, does affect the physical body, the physical health. Because the physical health and the mental health, they related. Once your mind is not in a well condition, it affects your body. You cannot eat. You don't have any appetite. So once you're happy, you can take anything you like. You can eat well, you can sleep well, according to your healthy mind, your happy mind. If you do not have, if you worry, if you're not, your mind is not in a well condition, that affects your physical body. You may not sleep well, you cannot eat well, and you do not look fresh. You only look fresh when your mind is in a happy condition. So daily, we should find the right food for the mind so we can be happy every day. We can be healthy in our mentally health. Find the right environment for your life, for yourself. So for the summarizing, I just want to remind, if you reflect the five trainings, no killing, respect others' life, no stealing, respect others' property, no sexual misconduct, because we want to protect the happiness of all, ourselves, others. Do not say anything to hurt anyone by language, by words. Instead, we learn to use loving words, loving speech, and listening deeply. And finally, be mindful on daily consumption for both physical health and mental health. Is that all for ourselves, for our family, for the society, or for the religion? Nothing related to religion. It's more related to our human's daily life. From now on, since this, you know that Buddhism is the way to live. The Buddha showed us the way how to live mindfully and peacefully. We all want peace. We all want happy. But how? How can we be at peace and happy if we do not live right? We want something. We must do something as we want. We want a happy family. Do something to make your family happy. This is the truth. No one can do anything for us. The Buddha loves us. But the Buddha cannot install happiness to our family. The Buddha only can give us the way that we can practice. And we are truly experience what is peace and happiness. So I just briefly explain the three refugees and the five mindfulness trainings. And after you learn, and if you know that this is very reality, very practical, and you can get ready for the ceremony. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng xa gần, hôm nay là một ngày vui của Pháp Hòa cũng như tất cả quý vị, vì hôm nay là ngày trăng tròn
theo lịch âm là trăng tròn tháng chạp, là một mùa lễ. Chúng ta có một tuần lễ để kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, từ mùng 8 tháng chạp cho đến rằm tháng chạp, là kỷ niệm một tuần lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của chúng ta đã thành quả vị giác ngộ. Và nhờ vậy mà ngày nay chúng ta mới có được đạo Phật ở trên thế gian này, có được con đường, có được một bậc thầy vĩ đại. Nhớ đến ngày này, cho nên Pháp Hoài cũng nhớ đến đại chúng, những người đang hướng tâm về Phật Pháp, nhưng chúng ta chưa đủ duyên gặp nhau mà trực diện, nhưng chúng ta đã đủ duyên gặp nhau trên con đường tu tập. Giờ Pháp Hoài cũng tạo cái duyên để cho những ai muốn phát tâm hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát bằng cách là phát tâm quy y Tam Bảo. Quy y là gì? Quy y là quay trở về. Chữ quy là quay về. Chữ y là nương tựa. Hôm nay mình quay trở về, mình nương tựa. Xưa giờ mình mới nương tựa gia đình, nương tựa cha mẹ, nương tựa chồng con, vân vân. Hôm nay là Phật tử, chúng ta nguyện đem tâm linh của mình, tinh thần của mình nương tựa ba ngôi Tam Bảo. Chúng ta gọi là quy y Tam Bảo. Chữ quy y là mình nói tắt, nói đủ chữ là quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quay về nương tựa với Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tại sao gọi là bảo? Bởi vì hiếm quý. Trên thế gian này, một người giác ngộ, một người thầy như Đức Phật rất hiếm quý. Tại vì một người thầy có đủ khả năng hướng dẫn cho chúng ta, cho mọi người trên con đường tu tập. Cho nên một người thầy như Đức Phật hiếm quý. Và quý vị nhớ là mình nương tựa với người thầy, chứ không phải là một bậc thánh thần. Phật tử không nên nghĩ Đức Phật là thánh thần, mà chúng ta biết rằng Phật là người thầy dẫn dắt cho chúng ta trên con đường tu tập, có khả năng đó. Cho nên chúng ta nương tựa người thầy. Quy y Pháp là con đường, là lời dạy, là chân lý, là lẽ thật. Mình nương thầy thì mình phải nương lời dạy của thầy. Lời dạy của Phật thì gọi là Pháp, gọi là Phật Pháp. Nhưng mà chữ Phật Pháp đây nghĩa là gì? Là con đường, là chân lý. Tại vì trên đời này nhiều đường lắm, mình phải biết đi đúng đường mới được. Còn đi đứng khi cặp đường là không thể nào tới nơi mình muốn được. Mình muốn đi về nhà mà quẹo cái ngã đó đi xuống sông, đi lên ruộng hay đi tới nhà người khác chứ không phải tới nhà mình. Cũng như vậy, mình muốn tới nhà an vui hạnh phúc thì đi trên con đường Đức Phật dạy. Con đường chân lý là lẽ thật. Cho nên Pháp là chân lý, là lẽ thật, là con đường. Mình muốn đi đâu phải biết đường, không biết đường đếm được. Giống như hôm nay quý vị muốn vào Zoom, quý vị phải biết cách vào Zoom. Không biết cách là không được. Pháp Hòa là không có quý thầy giúp là không biết đường mò vô Zoom. Cho nên mình muốn đi vào Zoom thì phải biết cách. Muốn nấu nồi cơm chín phải biết cách nấu. Thậm chí làm bất cứ việc nhỏ lớn gì, biết cách làm, không biết cách làm, việc làm không thể xong như ý mình muốn được. Cho nên quy y Pháp là trở về tiếp nhận một cái con đường trong sáng để giúp mình đi tới nơi, tới chốn như mình mong mỏi. Giúp cho mình sống an lạc, hạnh phúc. Trên đời này đâu có ai muốn sống khổ đâu. Ai cũng muốn sống vui hết. Nhưng mà mình không biết cách thì mình học cái cách Phật dạy. Phật dạy mình sống như thế nào để mình có an lạc, có hạnh phúc. Mình gặp nhau, mình nói với nhau về sống chung đi, để xây dựng hạnh phúc. Nhưng không biết cách, sống mới có 3 tháng làm khổ nhau ào ào. Mỗi lần nói chuyện với nhau là toàn là nghĩ cách nào làm khổ nhau bằng lời nói, chứ đâu có nghĩ cách nào nói cho nhau được hạnh phúc đâu. Vì vậy cho nên người Phật tử quy y là phát cái thiện chí, cái thiện tâm, là muốn sống lành, nói lành, hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Quy Pháp, quy Tăng
là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Quý thầy cũng là tăng, nhưng tăng xuất gia. Đại chúng ở nhà cũng là một đoàn thể. Nói cho cùng là đoàn thể nhà này nó còn thiết thực hơn nữa. Tại lâu lâu mới gặp quý vị, mới gặp quý thầy thôi. Còn sống với nhau mỗi ngày nè, mà không có học cái cách làm hạnh phúc cho nhau là khổ nhau mỗi ngày, khổ cho tới chết thôi. Mà đó là người giỏi đó. Còn nếu mà người nào cũng giỏi là chừng 3 tháng, 5 triệu cũng nổi là kiếm đường cuốn gói đi. Thì rút cuộc rồi cả đời này cứ ráp vô vài tháng, vài năm mà cuốn gói đi tiếp vì không biết cách sống chung. Cho nên đoàn thể này phải học cái cách sống chung. Thì muốn đoàn thể vững mạnh, an lạc, hạnh phúc, học theo cái cách Phật dạy. Quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Tại vì đời sống của chúng ta cần một người thầy, cần một phương pháp và cần một đoàn thể. Đơn giản vậy thôi. Mình sống mình buồn quá, đi kiếm đoàn thể sống chung từ hai người trở lên. Kiếm một người thương, sau đó gầy dựng lên được ba người, năm người rồi ở sống chung. Nhưng mà đoàn thể này mình tìm để hạnh phúc, an vui chứ đâu, tại vì mình cần người yểm trợ cho mình. Cho đại chúng nhớ là Phật là người thầy dẫn dắt, pháp là phương thức để sống, tăng là những người sống chung an lạc. Như vậy mình cần một đoàn thể để yểm trợ cho mình. Mình cần một con đường để đi cho nó đúng, một công thức làm cho nó đúng. Và mình cần một người thầy dẫn dắt. Vì vậy bước đầu chúng ta nương tựa Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Quý vị lại Phật, quý vị lại ba lại. Lại ba lại là tượng trưng cho Phật, tượng trưng cho Pháp, tượng trưng cho Tăng. Rồi, tại sao phải quy y? Có nhiều vị nói thôi, tôi quy y, tôi chưa có sẵn sàng, tôi còn hung dữ lắm. Tôi không dám quy y, bữa nào tôi hiền tôi mới quy y. Thôi tôi không dám quy y đâu, tôi còn sân si lắm. Hay là tôi còn dơ bẩn lắm, chưa dám quy y. Xin thưa đại chúng, vì mình thí dụ đi, mình nhận ra mình như vậy thì phải cần quy y gấp. Tại vì chỉ có cách tu nó mới chuyển thôi. Chứ còn không tu rồi đợi nó sạch chừng nào sạch. Giống như thôi mình tôi dơ lắm, để nó tự sạch đi. Làm sao được? Mình tôi dơ lắm, tôi để tôi đi tắm rửa cho nó sạch. Mình phải tắm rửa thì cơ thể nó mới sạch, chứ không thể tự sạch. Cũng như vậy, khi mình phát hiện ra trong lòng của mình còn sân si, còn phiền não, thì cần phải tìm phương pháp sống lẻ lên để chúng ta tịnh hóa nó. Cho nên đừng sợ quy y. Hả? Người nào mà sân si nhiều nào phải quy sớm chừng đấy, chứ không có chờ. Đã. Thứ hai là gì? Quy y để làm gì? Quy y để mình nhận ra được cái trách nhiệm, cái bổn phận của mình. Ở đời người ta thường nói có danh thì phải có phận, cho nên kêu là danh phận, phải không? À, vợ chồng sống với nhau phải có danh phận, cho nên phải làm lễ cưới. Lễ cưới xong rồi bắt đầu từ ngày hôm nay nha, có danh rồi đó nha, là phải sống đúng bổn phận, bổn phận của người vợ, bổn phận của người chồng. Thế thì hôm nay mình quy y rồi để mình có danh là Phật tử, rồi bắt đầu có phận nghe, bổn phận của Phật tử. Vậy thì bổn phận của Phật tử sống sao? Bổn phận của Phật tử là bỏ tất cả việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Vì quý vị thấy một người Phật tử sống tích cực không? Một Phật tử sống rất tích cực, chứ không phải là sống tiêu cực. Và một người Phật tử sống là mình, một người Phật tử, một tín đồ của Phật giáo là phải sống tích cực bằng cách là chuyển hóa cái xấu, phát triển cái lành. Như vậy, bản thân mình sống hạnh phúc, gia đình mình hạnh phúc, xã hội mình bình an. Một người quy y mà biết tu làm lợi cho ba chỗ, ba điều ba nơi: bản thân, gia đình và xã hội. Thế thì Phật tử không phải đơn giản. Một người tín đồ, người Phật tử không phải đơn giản chỉ làm cái lễ để trở thành một tín đồ, mà trở thành một hành giả biết chuyển hóa tu tập. Không phải để mình đi gây chiến, không phải để mình đi đấu tranh, đi phân bua cao thấp, mà chúng ta sống. Sống như thế nào để mình mang lại lợi ích cho chính mình. Mình lợi ích cho chính mình, cho gia đình mình, cho xã hội, mà nó rất thiết thực. Bản thân chưa hạnh phúc
mà đã có một cái gia đình rồi bản thân không hạnh phúc, không thể đóng góp cho bản thân, làm sao đóng góp cho gia đình. Cho nên Phật tử phải tu tập. Cái chữ phải đây là gì? Nó đã sẵn có rồi, chúng ta chỉ cần phát triển cho nó lành mạnh lên thôi, bằng cách bỏ cái ác, làm cái lành. Thì bây giờ mình nói bỏ ác là nói chung quá, thì Phật dạy chúng ta chi tiết một chút. Đối với Phật tử tại gia, chúng ta nguyện không giết người hại vật vì tôn trọng sự sống của người khác. Điều thứ hai, chúng ta không gian tham trộm cắp vì tôn trọng tài sản của người khác. Điều thứ ba, chúng ta không tà hạnh ngoại tình vì muốn bảo vệ hạnh phúc của người khác cũng như của bản thân. Điều thứ tư, chúng ta không nói những gì làm tổn hại cho người khác, gọi là chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói có chánh niệm, lời nói có ý thức. Mình nói cái gì để đừng tổn hại cho người, cho mình. Có những lời nói mình nói cho nó sướng cái miệng mình, cho mãn cái giận của mình, nhưng mà sau đó là một khổ đau, một vết thương nó để lại cho gia đình, cho người. Cho nên người Phật tử phải ý thức về lời nói của mình mỗi ngày. Tại vì mỗi ngày mình nói rất là nhiều, nói từ sáng cho tới tối, thậm chí lên giường vẫn còn nói. Mà không học cái cách nói thì mỗi lời mình nói ra sẽ là những cái lời khổ đau cho người khác. Bên cạnh chúng ta nói chuyện, chúng ta học lắng nghe. Tại cuộc sống mỗi ngày nói và nghe, nhưng chúng ta thích nói hơn thích nghe. Bởi vì ai nói gì chúng ta cũng đang nín đi, hiểu rồi, biết rồi. Nhưng mà thật sự mình có hiểu, có biết, nhưng cái hiểu, có biết của mình nó chỉ mới nhiêu đó thôi. Sao không chịu khó nghe thêm chút nữa, nghe thêm chút nữa thì câu chuyện nó lại khác đi. Nãy giờ mình biết cho nên mình biết có phần nữa mình mới giận đó. Bây giờ mình chịu khó mình nghe thêm nữa đi, nghe hết câu chuyện thì cái giận nó xuống. Và mình hiểu người hơn, mình hiểu vấn đề hơn, hiểu sự việc hơn. Cho nên học lắng nghe không phải lỗ lã gì đâu, mà nó bồi dưỡng thêm cho cái hiểu biết của mình. Mà khi hiểu biết mà có rồi thì cái sống của mình nó rất là đỡ. Cái sống mình đó, nó bớt đi những cái làm khổ người khác, và trước hết là làm khổ chính mình. Tại vì mình buồn bực, mình giận hờn, tức tối cả ngày, cho nên chính bản thân mình là cái người khổ trước, rồi bắt đầu mình mới vun vẩy cái khổ đó cho mình. Cho nên Phật tử chịu khó học nói, học nghe là giới thứ tư. Rồi qua tới giới thứ năm là gì? Chúng ta học cách sống, ăn uống như thế nào, tiêu thụ như thế nào để mang lại cái sức khỏe cho bản thân. Ai cũng muốn sống khỏe, không có ai mà muốn sống bệnh hoạn hết. Thậm chí lúc nào tới với Phật, Phật ơi, Phật cho con bình an, sức khỏe. Mà nhìn lại cách sống của mình mỗi ngày, sống sao mà bệnh hoạn không. Cho nên Phật dạy mình ăn uống cẩn thận. Ai cũng ăn, cũng uống mỗi ngày, nhưng mình ăn không có đúng thì mình bệnh, mình uống không đúng thì mình khổ. Tôi và hay ví dụ, nhiều khi cái lá gan, lá phổi của mình nó thương mình lắm. Từ lúc mình là một baby, một bé nhỏ trong bụng mẹ thôi là nó đã làm việc cực kỳ khó. Suốt ngày đêm nó làm việc cho mình. Mình chưa bao lớn lên, chưa bao giờ biết cảm ơn lá gan đó. Bắt đầu đem rượu vô để hại gan, đem thuốc vô để hại phổi. Đó là mình nói hai cái cơ bản nha. Còn chưa nói tới xì ca, ma túy, vân vân. Thành rút cuộc, cái cơ thể của mình nó làm việc cho mình. Mình muốn sống khỏe, nhưng mà cái cách sống của mình không có khỏe. Vì vậy mà mình thọ giới thứ năm đó, để mình có cơ hội mình quán chiếu lại, nhìn lại cách sống của mình. Cho mình sống mình hàng ngày, mình có mang được cái khỏe mạnh cho thân tâm không? Cho nên người Phật tử khi đã quy y rồi, mình học năm cái cách. Đây là năm phương thức sống hạnh phúc, chứ không phải là năm cái giáo điều mà chúng ta làm để mà lấy công với Phật. Mà Đức Phật chỉ là người dạy chúng ta cái cách sống. Thứ nhất, không giết người hại vật vì tôn trọng sự sống của người khác. Thứ hai, không gian tham trộm cắp vì tôn trọng tài sản của người khác. Thứ ba, không quan hệ tình cảm dục nhiễm vì bảo vệ hạnh phúc của mình và của người.
Thứ tư, không nói những lời dối trá, lường gạt hay là những lời chửi rủa để không tạo cái khổ đau cho nhau qua lời nói. Thứ và học lắng nghe. Thứ năm là học cách tiêu thụ những sản phẩm gì đừng hại thân mình, như rượu chè, xì can, ma túy, vân vân. Còn những gì mỗi ngày mình tiếp xúc để lợi cho tâm mình là những cái như là những phim ảnh, sách báo. Tại vì có những phim ảnh đó, nó chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát, vân vân. Mình càng xem thì mình lại càng tăng trưởng những cái điều tiêu cực đó trong lòng của mình. Cho nên hàng ngày mình tiếp xúc qua con mắt phải cẩn thận, tại có những cái mình tiếp xúc xong mình phiền não, mình khổ đau. Vì vậy quý vị nhìn kỹ lại năm điều này, hoàn toàn cho bản thân, cho hạnh phúc của chúng ta, chứ không phải cho Đức Phật. Cho nên Phật tử, hôm nay quý vị thọ năm giới rồi, phát quy tâm bảo thọ năm giới, thì cố gắng sống với năm cái này, xây dựng một nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Pháp Hòa xin thưa là và nhắc lại, đại chúng nhớ là một người Phật tử sống tích cực trên ba phương diện: bản thân, gia đình, xã hội. Nếu ai mà cố gắng giữ được những điều này thì mình làm lợi ích cho bản thân mình, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên Phật tử không có sống tiêu cực, mà Phật tử sống rất tích cực, mà chúng ta đóng góp một cái điều gì rất thiết thực cho cái đạo đức căn bản của con người. Kế đó, các vị thọ thập thiện. Thọ thập thiện là gì? Tức là quý vị đã thọ năm giới rồi, hôm nay mình phát tâm lên thêm một phần nữa, tức là về mình phát triển thân, miệng, ý. Tại hàng ngày chúng ta tạo nghiệp ở nơi ba chỗ: thân, miệng, ý. Thân có ba lỗi: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng có bốn lỗi: nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đâm thọc, tức là làm cho người ta gây gỗ, xích mích, gọi là hai lưỡi. Chửi rủa, mắng nhiếc, rủa xả người ta bằng cái lời ác, ác ngôn, ác khẩu của mình. Và thứ tư là nói những điều không có lợi ích cho mình, cho người. Đó là bốn lỗi của miệng. Và ba lỗi của ý, đó là hàng ngày chúng ta tham, chúng ta sân, chúng ta si. Tham sân si. Mà muốn giảm tham á, đó là hồi nãy Pháp Hòa nói vậy, là 10 cái điều tiêu cực của mỗi con người. Bây giờ mình sống tích cực nè. Thay vì mình sát sinh thì mình nguyện phóng sinh, gọi là thiện đó. Bỏ ác tu thiện. Phật tử năm giới là mới làm câu thứ nhất, bỏ tất cả điều ác. Bây giờ ai thọ thập thiện là sẽ làm được câu thứ hai nè. Làm tất cả việc lành thì làm lành bằng cách nào? Không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh. Nghĩa là chẳng những bản thân mình không tà hạnh, mà mình còn khuyên bảo, giúp đỡ cho người khác, để cho người ta rời khỏi cái đời sống tà hạnh đó. Rồi bốn lỗi của miệng: thay vì mình nói dối, mình nói thật. Thay vì mình đâm thọc, thì mình nói lời hòa giải. Thay vì mình nói lời chửi rủa, thì mình nói lời hiền lành. Thay vì mình nói lời vô ích thì mình nói lời có ích. Lời có ích là lời sao? Là lời nói đó nó mang lại cho người ta được sự học hỏi, chứ không phải nói những cái lời mà nó không có tác dụng gì cho ai. Chẳng hạn như mình đi bêu xấu người này người kia mà hoàn toàn đâu có lợi lộc gì cho ai. Thành thử ra mình nói những cái gì mà nó có tính cách lợi lạc cho mọi người, đem sự hiểu biết cho mọi người. Hay là có khi là những lời nói dụ dỗ, mê hoặc người khác. Con người mình ai cũng tham, chứ không phải không tham. Nhưng bây giờ mình tập tham cái đúng, tham cái lành, và muốn để giảm đi cái tham xấu, thì chúng ta tập sống biết đủ. Tập sống biết đủ. Ví dụ như thật ra thì ai cũng cần có cái nhà để ở. Nhưng mà nếu mà mình ý thức rằng cái nhà mình muốn, cái nhà mình ở là mình có cần cái nhà mình bao nhiêu người, và mình có khả năng mua được cái nhà bao nhiêu, thì mình sống như vậy thì hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại, mình sống ở trong căn nhà mình nhưng đi nhìn cái nhà người khác,
để mình muốn cái nhà mình phải bằng với nhà người khác. Mà bằng nhà người khác thì đâu phải nhà mình, mà người ta 10 người ta mới mua cái nhà bự, mình có 3 người cũng mua bự chi cho nó khổ, rốt cuộc tiền mình bị thiếu, nhà thì mênh mông, rốt cuộc mình luôn luôn mình lấy cái của người khác, mình so cái của người khác đi làm cái của mình, mà trong cái đó mình chưa hề biết mình có khả năng bao nhiêu. Cái tham đó, nó làm cho mình khổ. Cho nên tập sống, đạo Phật không có phải dạy cho mình là thụ động nha, không phải vậy. Có nhiều người hiểu lầm, nơi Phật dạy thiểu dục tri túc nghĩa là vậy là thụ động. Dạ không, khả năng anh được cái gì anh nên phát triển chứ, nhưng mà nhớ là đừng phát triển cái gì mà nó ngoài cái tầm tay của mình, để gây lên một cái sự khó khăn khổ sở cho mình thôi. Cho nên muốn giảm đi được cái tham quá đáng thì mình tập sống biết đủ và chia sẻ. Còn sân thì có ai sân mà hạnh phúc không? Đâu có người nào giận mà hạnh phúc đâu, đâu có người nào giận mà dễ thương đâu. Cho nên mình tập sống quán chiếu, muốn giảm cái giận là quán chiếu cái lòng từ bi thương xót. Thôi thông cảm, ai cũng có cái hoàn cảnh. Sở dĩ người ta như vậy là người ta phải có hoàn cảnh. Mình chắc ở trong đó mình cũng giống vậy đó. Quán chiếu cái đó, để rồi cái lòng giận hờn của mình nó bớt xuống đi. Rồi cái cuối cùng là cái si mê. Si mê là gì? Là do mình không hiểu biết thôi. Do mình không hiểu biết mình mới mê thôi. Chứ còn mình hiểu ra rồi đâu đâu mê nữa. Cho nên muốn hiểu như vậy thì phải tập qua có cái chánh kiến, trí tuệ, quán nhân duyên. Tất cả các pháp trên thế gian này không có cái gì mà tự nhiên nó có. Nó phải có đủ nhân, đủ duyên mới được. Quý vị thấy nhân duyên đã giúp cho mình được gặp nhau ở trong cái tinh thần Phật Pháp, dù chúng ta không gần nhau. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên của Internet, của YouTube, của livestream, của đường Zoom mà chúng ta được gặp nhau như thế này. Như vậy thì tất cả một người đâu có thể làm được, mà quá đủ tất cả những cái duyên khác. Hôm nay quý vị có mặt nè, Pháp Hòa cũng có mặt nè, đó, mình đủ nhân hết rồi đó. Nhưng mà vậy chỉ thiếu cái duyên thôi, đường dây Internet chùa nó bị hư rồi không làm được luôn. Vậy thì chỉ cần thiếu một duyên thôi. Cái người mà có nhân duyên nó không có buồn phiền trách móc ai hết á. Thì có cái ở quý vị, ví dụ lỡ bữa nay Pháp Hòa không online được, cái quý vị nói ông thầy dởm, hứa lèo cái mình giận. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, ồ thì tại đường dây Internet nó có vấn đề, do thiếu một duyên mà chúng ta không gặp nhau được. Vì trên đời này tất cả mọi thứ chúng ta đều có nhân duyên. Nhưng nếu mà nó là nhân duyên lành thì chúng ta nên làm cho cái duyên này nó phát triển. Còn nếu mà nó là nhân duyên ác thì chúng ta phải tìm cách để giảm đi. Và cái đó là cái cách sống của người Phật tử. Hãy thấy cái gì dở, tìm cách làm cho nó lắng xuống. Cái gì hay thì làm phát triển. Đó, thí dụ như cũng y như đời sống hàng ngày mình làm ăn thôi. Nếu mình thấy mình làm ăn vậy mà cứ thất bại hoài thì phải suy nghĩ lại, tìm cách khác. Còn nếu mình làm được phát triển như vậy thì cứ như thế mà phát triển thêm. Cho nên cái người Phật tử sống tích cực lắm. Nghiệp là do mình tạo, nhưng mà rồi khi ý thức được rồi thì phải có tinh thần chuyển nghiệp. Nghiệp là do mình tạo và mình có quyền chuyển cái nghiệp của mình và tìm cách tìm. Thí dụ như lỡ mà nó chưa chuyển được 100%, ít nhất là nó cũng đỡ giảm đi chứ. Cho nên có tư duy, có quán chiếu rồi thì cuộc sống nó có khác lắm. Thì hôm nay nhân cái việc quý vị phát tâm quy tâm bảo, Pháp Hòa nói thêm để cho đại chúng rõ được cái ý nghĩa quy y thọ giới tu tập. Đừng có hiểu lầm là cái lễ này cái mình thành một tín đồ của đạo Phật rồi cầm cái thẻ cái giấy quy y đi khoe cùng làng cùng xóm tôi đã quy y ha. Có nhiều người quy y mấy chục năm luôn, nhưng mà mấy chục năm mà không chuyển hóa gì hết cái đó là càng mắc cỡ thêm nữa. Tại vì mình làm member của Phật lâu quá rồi mà không học được gì của Phật hết, uổng lắm. Và hôm nay Pháp Hòa rất hoan hỷ được cùng với đại chúng thiết lập cái buổi lễ quy y tâm bảo này. Thì cũng như Pháp Hòa có thưa đó, quý vị nào mà đã quy y từ hồi nhỏ, nhưng mà hồi nhỏ mình quy y theo kiểu nhân duyên tạo duyên thôi, chưa có ý thức gì hết, thì hôm nay quý vị có thể phát tâm nghe giới, phát nguyện trở lại, nhưng mà mọi thứ giữ hết, không có thay đổi gì hết. Nếu mình đã có pháp danh cũng cứ giữ pháp danh đó, nhưng mà cái quan trọng là bây giờ mình tiếp nhận giới pháp một
một cách trọn vẹn từ cái tâm ý của mình. Chúng ta gọi là làm mới những cái giới mà chúng ta đã thọ. Rồi bây giờ quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta bắt đầu vào buổi lễ quy y. Are you ready so we can start our taking reverie now? So please join your palms and repeat after Thầy. Xin quý vị nói tiếng Anh trước ha, tất cả đồng lặp lại. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Quy y Phật, con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and love. Quy y Pháp, con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Quy y Tăng, con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đó là ba pháp quy tam bảo, và đây là đại chúng tiếp nhận năm giới. Xin đáp dạ được, sau mỗi giới được hỏi. You just took the three refuges. Now it is time for you to receive the five mindfulness trainings. Please answer yes, I do every time I ask you a question after each training have been read. This is the first training. Aware of the suffering caused by destruction of life, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to encourage any acts of killing, even in my way of life or in the way of thinking. This is the first training. Do you vow to receive and practice? Đây là giới thứ nhất. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành khuyến khích mọi sự giết hại, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Quý vị cứ đáp dạ được. Second training. Aware of the suffering caused by exploitation, I vow to cultivate my loving kindness, not to kill, not to steal, not to take anything that not belong to me. I will learn to share within my capacity to those who in the real need. This is the second training. No stealing, and learn to share. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ hai. Ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra,
Con xin học theo tinh thần từ bi, nguyện không lấy của người khác, và con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con và với những ai đang thật sự trong hoàn cảnh thiếu thốn. Đó là giới thứ hai. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The third training. Aware of many broken families in the society due to the sexual misconduct, I vow to cultivate my responsibility not to engage any other relationship without love and long-term commitment. I understand that if I want to protect my happiness, I will learn to protect the other's happiness. And this is the way to protect children from sexual abuse and broken families. This is the third training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ ba. Ý thức được những đổ vỡ hạnh phúc của những gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Con nguyện không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là chồng hay vợ của con. Con biết muốn bảo vệ hạnh phúc của mình thì phải biết bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và con nguyện chính như vậy mới bảo vệ được trẻ em để nạn tà dâm không tiếp tục gây nên sự đổ vỡ của những gia đình trong xã hội. Đó là giới thứ ba. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? The fourth training. Aware of the suffering caused by unmindful speech and the inability of listening deeply, I learned to cultivate my loving kindness by using loving speech in my daily conversation. I understand that words can create happiness. Words also can bring suffering. Therefore, I learned to use loving speech so I can cultivate and bring more peace and happiness in my daily conversation. And I learned to listen deeply to others in order to help them to relieve the suffering and help me to understand others more. This is the fourth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ tư. Ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Lời nói có thể mang lại hạnh phúc, lời nói có thể mang đến khổ đau. Nên con nguyện chỉ nói những gì có thể mang lại an vui, hạnh phúc cho người. Con nguyện không loan truyền những điều con không biết chắc là có thật. Không phê bình, lên án những điều con không thấy biết rõ ràng. Và con nguyện học hạnh lắng nghe để giúp đỡ người khác giải đi những niềm đau, nỗi khổ trong lòng và cũng giúp cho con thấu hiểu người khác một cách sâu sắc hơn, triệt để hơn để có thể mang tình yêu thương giúp đỡ đến cho mọi người qua sự học hỏi, lắng nghe của mình. Đó là giới thứ tư. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? This is the fifth training. Aware of suffering caused by unmindful consumption, I vow to cultivate my mindfulness in order to take the right food for my body and also the right food for the mind. Anything that contains drugs, alcohol, toxin, etc., may damage my body and my future.
anything I intake, like video games, books, movies, etc., that contain violence, scary, hate, that affect my mind. So I will be very mindful on daily consumption in order to protect my physical health and mentally health. This is the fifth training. Do you vow to receive and practice it? Đây là giới thứ năm. Ý thức được chánh niệm trong sự ăn uống hàng ngày. Có những sản phẩm đưa đến bệnh tật, bệnh hoạn như là xì ke, ma túy, rượu chè, vân vân. Và có những sản phẩm có thể hại đi tâm thức của mình như những phim ảnh, sách báo, trò chơi, vân vân, có chứa đựng bạo động, căm thù, sợ hãi, thèm khát. Và có nguyện chánh niệm trong việc tiêu thụ này để bảo vệ thân tâm của con trong hoàn cảnh sức khỏe, an vui, tự tại. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Thưa đại chúng, đó là năm giới quý báu mà đại chúng vừa tiếp nhận, là nền tảng xây dựng hạnh phúc cho cá nhân, hạnh phúc của gia đình và hạnh phúc của xã hội. Quý vị nên thường xuyên ôn tụng giới này mỗi tháng một lần để chúng ta không quên những gì chúng ta đã tiếp nhận. Congratulations! You have received the three refuges and the five mindfulness trainings. This is the foundation of your own happiness and the happiness of your family and the peace of the society. I hope that you will regularly review these five trainings monthly so you won't forget what you have received. And remember, the more you practice, the more you benefit, experience, and you can bring truly happiness for yourself, for your family and the society. Sau đây là phần thọ giới thập thiện của các vị đã ghi danh thọ thập thiện sau một thời gian đã thọ được năm giới, và đây là giờ phút quý vị tiếp nhận năm 10 giới thập thiện. Xin đại chúng đã phát tâm thọ giới thập thiện, hãy chắp tay và lắng nghe. Đại chúng thọ giới thập thiện, Đức Phật dạy, giờ phút này đây, quý vị nên biết rằng, chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long Thiên Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, ở mười phương vô tận thế giới, đang vui mừng, đang tán thán rằng ở nơi cảnh giới ta bà xấu khổ này, có những chúng sanh đang phát tâm Bồ Đề, thọ mười giới pháp, đang vượt qua các ác đạo để đến cảnh giới phước lạc của nhân thiên, sẽ thoát khỏi bờ mê để đến nơi an lạc do sự hành trì thập thiện pháp này. Bây giờ đây, quý vị hãy chắp tay lắng nghe và phát nguyện. Dạ, được, sao mỗi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất. Không sát hại sinh vật mà tu hạnh phóng sanh. Không tán thành khuyến khích sự giết hại. Phải tìm cách mở bảo vệ sinh mạng. Phải chọn những công việc mưu sinh nào không gây tàn hại con người, loài vật và thiên nhiên. Đó là giới thứ nhất của 10 giới. Quý vị phát nguyện tiếp nhận giới này được không? Đây là giới thứ hai. Không gian tham trộm cắp mà tu hạnh bố thí. Không lấy làm tư hữu tiền bạc và của cải không phải do chính mình tạo ra hoặc không do người khác biếu tặng. Không gây dựng tài sản bằng những phương cách bất hợp pháp, đồng thời phải khuyến hóa những người làm giàu, không kể gì đến sự khổ đau của người khác. Đó là giới thứ hai.
của người thọ thập thiện, quý vị phát nguyện tiếp nhận giới này được không? Đây là giới thứ ba. Không tà hạnh mà tu chánh hạnh. Không được tà hạnh với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Phải ý thức được những khổ đau mà mình có thể gây ra cho người khác vì hành động bất chánh của mình. Phải tích cực bảo vệ danh dự của bản thân, của gia đình, cũng như cho người và gia đình người khác. Đó là giới thứ ba của 10 giới thập thiện. Quý vị phát nguyện tiếp nhận giới này được không? Đây là giới thứ tư. Không nói lời dối trá mà nói lời thành thật. Không nói những điều sai với sự thật. Phải thật tâm nhìn nhận những sai lầm của mình để hối cải. Phải nói những điều thành thật gây tin tưởng cho người. Trong mọi trường hợp phải luôn luôn đối xử chân thật với mọi người. Đó là giới thứ tư của 10 giới thập thiện. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm. Không nói lời thiêu dệt mà nói lời lợi ích cho người. Không nói những lời thiêu dệt điêu ngoa để hại người và cầu danh lợi cho mình. Hoặc dùng lời lẽ trao chuốt ngọt ngào để mê hoặc dụ dỗ người. Phải nói những điều đúng với sự thật. Nhất là sự thật ấy có thể cứu được người vô tội bị hàm oan. Đồng thời phơi bày được những điều gian dối bất công. Đó là giới thứ năm của 10 giới thập thiện. Không nói những lời thiêu dệt đâm thọc. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ sáu. Không nói lời thô ác mà nói lời tao nhã dịu dàng. Không nói những lời ác độc hung dữ để tạo nên sân hận oán thù. Không nói những lời thô tục làm mất tư cách của mình cũng như gây ảnh hưởng xấu cho gia đình và đoàn thể mình. Phải nói những lời đứng đắn, tao nhã, ôn hòa và dịu dàng nhằm tạo sự tương kính, thông cảm và thương yêu. Đó là giới thứ 10, giới thứ 6 của 10 giới. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ 7. Không nói lời chia rẽ mà nói lời hòa hợp. Không nói những lời ly gián gây chia rẽ giữa những người khác hoặc làm đổ vỡ đoàn thể. Không rao truyền và lên án những điều mình không thấy biết rõ ràng. Phải nói những lời xây dựng tạo đoàn kết giữa mọi người. Phải nói những điều xác thực hầu đem lại sự hiểu biết chánh đáng và tin tưởng cho người. Đó là giới thứ 7 của 10 giới thập thiện. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ 8. Không tham lam bỏng sẻn mà tập sống thiểu dục tri túc. Không để cho tâm tham dục điều khiển mình. Phải thường xuyên tỉnh thức. Không để cho bị quyến rũ bởi năm thứ dục vọng. Tập sống giản dị và biết chia sẻ những gì mình có thể chia sẻ được để giúp đỡ người trong mọi hoàn cảnh khổ đau. Đó là giới thứ 8 của 10 giới thập thiện. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ 9. Không sân hận oán thù mà tu hạnh xót thương giúp đỡ. Không để cho tâm sân hận và oán thù phát sinh. Nếu nó đã phát sinh thì đừng để nó tồn tại và phát triển, mà phải tìm mọi cách hữu hiệu để chấm dứt ngay. Luôn luôn đối xử với mọi người bằng thái độ hòa nhã, khiêm tốn và vui vẻ. Đó là giới thứ 9 của 10 giới. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ 10. Không tà kiến cố chấp mà tu hạnh chánh kiến trí tuệ. Không cuồng tín đối với những điều không do trí tuệ soi sáng. Không tin theo những tà thuyết trái chống với các nguyên lý nhân quả, duyên sinh, vô thường, vô ngã, vân vân. Không cố thủ những tri kiến sai lầm của mình.
cũng như phẩm bình người khác bằng những thành kiến hẹp hòi cố chấp của mình. Phải học tập thái độ phá chấp và biết cởi mở để lắng nghe quan điểm của người khác. Phải luôn luôn tìm cầu học hỏi để phát huy trí tuệ và dùng trí tuệ ấy để soi sáng, làm hiển lộ sự thật trong mọi vấn đề liên quan đến bản thân, con người, mọi loài và vũ trụ. Đó là giới thứ 10, giới không si mê, cố chấp mà phải tu chánh kiến trí tuệ. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, Đức Phật dạy, giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ miệng trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ tâm ý trong sạch, hạnh phúc biết bao. Thật vậy, nếu tất cả đều trong sạch, thì quả là hạnh phúc cao thượng. Pháp 10 điều thiện là căn bản của Bồ Đề Niết Bàn, là pháp thâu nhiếp muôn hạnh của thế gian, của xuất thế gian. Tất cả giác ngộ của quả thanh văn, duyên giác, các Bồ Tát hạnh và tất cả các pháp đều nương nơi 10 nghiệp lành này và được thành tựu. Xin chúc nguyện cho đại chúng hôm nay phát tâm thọ 10 giới pháp này, hành trì tinh tấn để mang lại an vui hạnh phúc đích thật cho bản thân, gia đình và xã hội. Cầu thần lực Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả đại chúng phát tâm quy y thọ 5 giới hay là 10 giới hôm nay đều được trọn vẹn tâm nguyện của mình, tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ xin đại chúng hãy chắp tay đọc theo. Thọ giới pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng, cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên. Rồi, chúc mừng đại chúng ha. Hôm nay mình chính thức làm Phật tử có license rồi đó. Dạ thưa đại chúng, đây là quyển sổ quy y. Quyển sổ này có tên của mình ha. Có tên, có pháp danh của mình. Có năm giới mà mình đã thọ hồi nãy bằng tiếng Việt và lẫn tiếng Anh thì đã ghi đầy đủ trong này. Thì quý vị mang cuốn sổ này về, mình sẽ đọc lại mỗi tháng một lần để mình không có quên những gì mình đã tiếp nhận. Đối với những em nào mà quý thầy thấy là mấy em sanh ở nước Mỹ, nói chung là ở nước ngoài đó, thì chắc chắn sẽ được dịch tên của mình ra tiếng Anh. Mỗi người sẽ có một cái pháp danh. Và các em thì sẽ có tên tiếng Việt, sau đó quý thầy sẽ dịch tên ra tiếng Anh luôn để mình hiểu được cái ý nghĩa, cái pháp danh của mình. Và các vị đã thọ thập thiện giới, các vị cũng có một quyển sổ như thế này. Và trong đó sẽ có đủ 10 giới mà quý vị đã tiếp nhận bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thì quý vị nhớ là khi mình nhận được quyển sổ này thì mình cố gắng mỗi tháng mang cuốn sổ này ra đọc một lần. Nếu mình không có hoàn cảnh đi theo chương trình của chùa. Nhưng mà hiện nay cho tới giờ phút này thì tu viện mỗi tháng ngày rằm dẫn lên online để làm lễ tụng giới cho đại chúng. Cho nên vị nào tham dự trực tiếp được thì tốt. Nếu vì hoàn cảnh mình không tham dự được thì cái clip tụng giới vẫn còn giữ trên mạng. Quý vị có thể trở lại nghe những cái clip đó. Ít nhất một tháng một lần mình phải nghe để mình không có quên những gì mình đã thọ. So congratulations, you are now officially become the students of the Buddha. This is your certificate to inform you have received the ceremony. So in this booklet, we have your real name,
and the Buddhist name. For those we realize that you not understand much Vietnamese, we'll translate your Dhamma name into English. So you have both Vietnamese and the translation. And at least once a month, you take out this booklet. So you will continue to reread what you have received. So you can practice the five trainings more reality, more practical. We do have the Friday meditation class for English speaking. Any one of you who wish to attend online, you also can online through live stream in Facebook with under the name Edmonton Buddhist Research Institute. Every Friday night at 6:30 Edmonton time, you can online and join the live stream meditation course. And every first Friday of the month, we also have the recitation in English for those who receive the certificate, the ordination. So we still have the recitation Friday night, every first Friday. Okay, so there is no way for you to excuse. We have Vietnamese one, we have the English one, and we also print this in English and in Vietnamese. So if you're unable to attend through online, then you should read this book by yourself so you won't forget what you have received. Thank you so much for your practice, and I hope you all be well and at peace. And also, I do not forget to wish you all a happy new year. Cảm ơn đại chúng rất nhiều. Quý vị đã tiếp nhận năm giới hôm nay. Bây giờ mình có được khoảng 45 phút để quý vị trực tiếp có những câu hỏi gì liên quan đến Phật Pháp tu tập. Xin đại chúng hãy giơ tay phát biểu hoặc là chia sẻ niềm vui, hạnh phúc gì của mình trong khi mình tu tập được. Lâu lắm rồi mình mới có dịp online gặp nhau trực tiếp ha. Rồi, xin mời bàn tay xinh xinh thứ nhất của cô Nguyên Cục. Cô này cổ không có nửa cục của Nguyên Cục. Dạ, con kính chào thầy. Dạ. Hôm nay thầy có khỏe không ạ? Dạ, thầy khỏe. Dạ. Ngày nào thầy cũng phải thăm tụi con hết. Mà lâu lâu con mới được hỏi thăm thầy một lần. Tại vì tụi con là rất quan tâm tới sức khỏe của thầy. Sức khỏe của thầy là dẫn dắt tâm trạng của chúng con. Những lúc thầy bệnh đó, là chúng con rất là lo lắng, sốt ruột. Còn những ngày mà thấy thầy khỏe đó, làm chúng con nhẹ tên à. Con rất mong thầy lúc nào cũng khỏe mạnh và vũ trụ ta bà để chúng con hàng ngày được nghe, được thấm nhuần những lời pháp quý báu của thầy. Của thầy con mong từng ngày thầy sẽ lên tới đại lão hòa thượng, lúc đó không biết con đi về đâu rồi. Dạ, sẵn đây thì con muốn gửi lời cảm ơn đến quý thầy, quý Phật tử trong những dịp thầy đi hoằng pháp đã gửi những hình ảnh và những video thuyết giảng của thầy để chúng con được dõi theo bước chân thầy. Ngày này cũng sắp bước sang năm mới rồi. Chúng con xin cầu chúc cho thầy, đạo tràng Trúc Lâm và tất cả Phật tử được sở cầu như ý. Và chúng con xin cầu nguyện cho tất cả Phật tử chúng con được tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, tha bể khổ nguồn mê, chóng quay về bờ giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn. Sẵn Pháp Hoa cũng xin nhắc một điều nha. Quý vị nào
chưa có gửi địa chỉ đầy đủ về tên họ, ngày sinh đầy đủ về tu viện đó, thì nhớ gửi đầy đủ để tu viện gửi điệp giới về cho quý vị. Hoặc là quý vị nào chưa ghi danh gì cũng hơi còn sợ, còn ngại, nhưng mà đã lên online và nghe rất rõ rồi, hiểu rồi, phát tâm quy y rồi, thì cũng cứ gửi danh sách về cho tu viện. Tu viện sẽ gửi điệp giới về cho quý vị. Rồi, mời câu câu hỏi của cô Anh Nguyệt Anh. Mời cô Nguyệt Anh, Anh Nguyệt gì đó. Dạ, kính bạch thầy. Con là ở bên Việt Nam, con cũng theo dõi thầy cũng mấy năm. Mong ước của con là được thọ giới với thầy và được thầy khai thị cho con. Hôm nay là đủ duyên lành, tuy là không gặp trực tiếp được thầy nhưng mà được online được thầy truyền giới và đặt pháp danh cho con, con cũng đã mãn nguyện. Con cũng xin tri ân đến thầy và các ban tổ chức đã cho con được gặp gỡ online được với thầy. Con cũng xin cảm ơn thầy và chúc thầy luôn luôn có sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt chúng con vào con đường pháp. Cảm ơn thầy. Cảm ơn chị An Lạc tinh tấn. Dạ. Và Võ Đức Duy. Dạ, con chào thầy. Chào con. Con chúc thầy khỏe mạnh. Con muốn hỏi thầy là con pháp danh gì? Con pháp danh gì hả? Để tối nay thầy lên trển thầy hỏi, tại thầy chưa biết. thầy sẽ gửi cho con sau. Nhà bây giờ đông lắm, danh sách đông lắm. Dạ thầy, cảm ơn thầy. Con ở Việt Nam phải không? Dạ con ở Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Sao con ở Việt Nam mà con nói tiếng Việt giỏi quá vậy? Con đến Hà Nội. Rồi mời chị Trần Thu Hằng. Cảm ơn con nha. Dạ, con chào thầy ạ. Con chào toàn thể đại chúng. Con hôm nay thì rất xúc động khi được nói chuyện trực tiếp với thầy như thế này. Cũng có được một vài lần cũng tham gia qua Zoom với thầy nhưng mà chưa lần nào dám dũng cảm nhé. Nhưng hôm nay là dám đưa tay để nói chuyện. Con kính chúc thầy và đại chúng sức khỏe, mạnh khỏe và đạt nhiều an lạc. Con cũng có rất nhiều điều muốn hỏi ạ. Nhưng mà con xin phép được sẽ gửi qua email để tránh làm mất thời gian để nhường cho những vị khác ạ. Tại vì câu chuyện của con là cũng khá là dài nên để xin bác sĩ đã hỗ trợ tất cả thầy và mọi người ạ. Cảm ơn chị. Mời chị Judy Trương. Chị Judy đâu rồi? Off. Chị bấm vô cái microphone ở chỗ chị á. Hình như cô Mỹ Linh kế bên nhà của Trung phải không? Sorry thầy, cái connection nó mới bị trước hết là con xin đảnh lễ thầy. Rồi fan hâm mộ. Thứ nhì là con có quy lâu rồi nhưng mà không có giữ được chay trường đó thầy. Tại vì hồi xưa mình nghĩ là khi mà mình phát tâm mình ăn chay đó thì mình sẽ còn mình vẫn còn thèm, tại vì mình mới đó thầy, nên mình vẫn người bình thường mà, thì mình sẽ còn thèm, cho nên mình thấy mặc cảm đó,
ashamed về cái điều đó, cho nên mình không có giữ. Nhưng mà sau cái bữa thọ thập thiện bữa nay thì con phát nguyện có cho chưa, thì con mong thầy cũng cho vài lời để cổ động, giống như mình làm sao để mình không có feel too bad about it. And also con cũng nguyện bắt đầu con mỗi tuần con chủ nhật thì con sẽ tụng kinh một quyển Lương Hoàng Sám. Con nguyện để năm nay con có thể qua tham dự cái khóa tu giao duyên bên thầy á. Nhưng mà cũng thêm một ý kiến với tu viện là tại con làm kế toán đó, thì từ ngày 1 tới ngày 10 của mỗi tháng là nó khó, thầy khó xin off, thì xin tu viện consider lại mấy năm sau có thể sắp xếp được hai cái tuần sau của tháng, thì maybe những cái người làm kế toán có thể tham gia nhiều hơn. Rồi, A Di Đà Phật. Kế toán hèn chi tính toán quá. Tu mà trả giá. Thật sự ra thì Pháp Hòa đùa thôi, thì cũng cảm ơn chị. Thật ra thì trong cuộc sống thì hãy mình được cái này thì phải mất cái khác. Mình được hài lòng người này thì sẽ không hài lòng người kia. Nhưng mà lý do mình chọn ngày 1 tới ngày 10 á, thứ nhất là vì cái thời điểm đó ở Edmonton này nó không có quá lạnh. Nó cũng còn đang trong cái mùa hè, chuẩn bị vô mùa thu. Ở Canada thì thật lòng mà nói thì nơi Pháp Hòa ở thì nếu mà nói mùa hè cũng có bao nhiêu hết á. Và đa số là phần nó trời nó cũng hơi, đối với những người mà không quen lạnh đó thì nó sẽ lạnh. Và thứ hai đó, mình quy định như vậy đó để cho người ta dễ dàng trong cái công việc xin phép. Cứ năm nào cũng khoảng thời gian hồi trước đó, những năm đầu mình không có quy định cái ngày, mình cứ chọn theo cái hàng năm đó, cho làm cho rất khó cho người ta xin phép nghỉ. Thì bắt đầu từ năm thứ ba là mình quy định luôn từ ngày 1 tới ngày 10. Đồng thời đó, cái mùa đó là cái mùa không có trùng với những cái lễ của các chùa ở đây thì nó dễ hơn. Và thành thử thôi thì mình chịu khó cố gắng mình tham dự, hoặc là mình có thể sắp xếp làm sao đó. Mà hãy cái được phần chỉ cái người khác ta, cái người làm việc khác ta thấy việc của con thường là bắt đầu từ tuần thứ hai cái phải đổi nữa. Dạ. Yeah, thôi thì mình chịu thông cảm ha. Cái thứ hai Pháp Hòa chỉ muốn làm rõ cái chỗ này. Quý vị là những Phật tử tu tập á, quý vị không nhất thiết ăn chay trường. Mình ăn chay kỳ cũng được. Cái quan trọng á, là hàng ngày mình có chuyển những cái nghiệp xấu của mình trở thành nghiệp tốt. Ăn chay rất cần và rất khuyến khích, nhưng nó không phải là cái chính yếu để nói lên sự tu tập của mình. Nó là cái phần trợ duyên. À, được thì rất tốt, nhưng đừng để cái chuyện ăn chay nó làm khổ mình, hay là mình cảm thấy mình có lỗi, mình cảm thấy mình ăn năn. Không phải vậy. Phật tử tại gia ăn chay kỳ, ăn chay tháng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày tùy theo khả năng của mình. Nhưng riêng đối với các vị đã thọ thập thiện thì chúng ta được khuyến khích ít nhất 1 tháng 10 ngày chay. Rồi bây giờ thí dụ dù quý vị không ăn chay trường được, nhưng hằng ngày đời sống ăn uống của mình, những món ăn của mình nó cũng hiền lành chứ không quá đến nỗi mà nó có cái tính cách là thỏa mãn cái ăn của mình. Chẳng hạn như mình giảm đi ăn những cái gì mà nó còn sống để mình phải đi qua một cái quá trình sát sinh, hay là những cái món ăn mà nó nghe nó rất là rùng rợn và nó không phải là cái món ăn mà xã hội đang sử dụng một cách bình thường, mà nghe tới cái món ăn đó là phải những cái gì đó đặc biệt, thì mình giảm đi để cho cái đời sống tu tập mình, đời sống của người Phật tử mình nó nói lên một phần nào đó trong cái tinh thần từ bi nuôi dưỡng vậy thôi. Chứ quý vị đừng có khó chịu. Thí dụ lỡ vị nào không ăn chay trường được, hay thậm chí không ăn chay một ngày được, thì quý vị ăn nửa ngày. Ăn nửa ngày, ăn một buổi ăn. Cái quan trọng, Pháp Hòa chỉ muốn nhắc cái quan trọng nhất tinh thần của người Phật tử là chúng ta sẽ chuyển hóa những cái dở, những cái nghiệp xấu của mình
trở thành ra nghiệp tốt, những cái cách sống dở của mình trở thành một cách sống tốt. Mình sống tốt, sống hạnh phúc, sống lành mạnh để làm gì? Để bản thân mình được lợi lạc, gia đình mình được hạnh phúc, xã hội được bình an. Và cái đó là cái chính yếu của người Phật tử muốn làm, là tu tập, là để chuyển hóa, làm hạnh phúc trên ba phương diện: bản thân, gia đình và xã hội. Mình ăn chay trường mà nếu mà tâm tánh mình còn hung dữ, lời nói mình còn cay cú ác độc, hay là mình tâm tư mình còn nhiều những cái điều mà rạng rỡ muốn hại người này, hại người kia, hay là gia đình mình không có hạnh phúc với cái cách sống của mình, cái này mình cũng phải coi lại. Nhiều khi mình hạnh phúc với cách tu của mình, nhưng mà gia đình mình chưa được vui vẻ lắm thì cũng không nên. Mình tu sao mà mình vui là một việc rồi, mà gia đình mình cũng phải vui với cái tu mình nữa thì mình mới thành công. Giống như mình lái xe vậy, lái ưng thích lái kiểu nào lái, nhưng mà người ta bóp còi quá trời luôn cái cách lái ẩu của mình thì cái cách lái xe trên đường đi mình nó mình phải coi lại chứ. Thành thử quý vị cứ nhớ trong lòng mình như vậy, làm cái gì mà mình vui là một việc rồi, nhưng mà phải bảo đảm rằng làm cái vui cho người khác, vui cho nhiều người thì cái đó mới hay đó. Cho nên sự ra đời của Đức Phật cũng giống như tất cả chúng ta, nhưng mà Đức Phật có một sự ra đời của Đức Phật nó khác đi, là Đức Phật, sự ra đời của Đức Phật là làm an lạc cho một người và nhiều người. Chúng ta cũng ai cũng ra đời hết nè, cũng sống vậy đó, nhưng mà sống lên cho làm khổ người nào đó, hai người nào đó, và thậm chí có người sống dở hơn nữa là làm khổ cả xã hội. Còn mình, cái người Phật tử là biết chuyển hóa. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại để đại chúng ăn chay được khuyến khích nha, nhưng mà cái quan trọng là dẫn cái chuyển hóa trong nội tâm. Rồi mời cô Mỹ Linh. Dạ. Rồi nghe rồi. Thầy. Dạ con chào thầy. Dạ con thì ở Việt Nam. Hôm nay con xin được hoan hỷ được gặp thầy, gặp tất cả các quý Phật tử, gặp tất cả các quý vị thọ năm giới thọ thập thiện nghiệp. Con xin gửi lời chào, con xin gửi lời tất cả các quý thầy, quý sư cô tại tu viện Trúc Lâm. Hôm nay có cơ duyên con được gặp thầy, con rất là vui. Hồi tối nay con không ngủ thầy, con rất để chờ thọ tam giới tam tam bảo với thầy. Hôm nay con được cơ duyên, con không có biết lên Zoom lên gì hết, con nhờ con gái của con. Bữa nay con được nhìn thầy, thật sự cũng cách một nửa trái đất, mà con được cơ duyên là nhờ cái đường link mà gặp thầy trực tiếp để nói chuyện trò chuyện với thầy. Hôm nay con cũng không biết nói gì hơn, thì con vừa nghe thầy giảng và con hiểu rõ được cái quy y tam bảo. Nay con xin cảm ơn thầy, con xin cảm ơn các quý sư thầy đã có cơ hội tạo cho con gặp thầy, tạo cho con thọ tam bảo với thầy. Con xin tri ân và cảm ơn thầy ạ. Dạ con cảm ơn thầy. Cảm ơn con. Bây giờ nãy giờ các vị đã đại diện cảm ơn nhiều rồi, bây giờ các vị nào muốn cảm ơn nữa thì thôi khỏi ha. Mình để dành thời gian để có những câu hỏi trực tiếp trên phương diện tu tập. Nãy giờ cô quý vị nhiều đại diện lắm rồi, các bạn cảm ơn lắm. Dạ. Bây giờ có ai có câu hỏi thì mình hãy giơ tay nha. Rồi bây giờ mời cô gì Huỳnh Thị Thanh Phương. Dạ. Kính lễ thầy.
con xin phép có một số cái thắc mắc không mong thầy được mong thầy giải đáp và giúp đỡ. Ba mẹ con thì đã quy y lâu rồi không nhớ thầy, do vô minh mẹ con không có thường xuyên đến chùa để đảnh lễ, tuy nhiên thì vẫn ở nhà đọc kinh, sắp xếp để đọc kinh thì con thấy cũng an lạc. Mà hôm nay con hữu duyên được tình cờ con cũng hay thường xem clip của thầy, mà con cũng có cái nguyện là không biết chừng nào có duyên để được đảnh lễ trực tiếp với thầy, mà con thì ở xa. Hôm nay con được trực tiếp với thầy cho nên con mong được thầy chứng minh và cho mẹ con có pháp danh và được theo thọ giới với thầy, được thầy chỉ dẫn và cho khai sáng cho gia đình con và các Phật tử hôm nay. Dạ con cảm ơn thầy. Cấp về cho tên họ ngày sinh dạ. Giữ số phone đầy đủ. Dạ cảm ơn. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ. Xin Thủy. Mô Phật con chào thầy. Mô Phật con chào thầy. Phải không ta? Thầy kêu Xuân Thủy không ạ? Dạ đúng, Xuân Thủy, ngoài Xuân Thủy. Dạ, con hỏi thầy đi. Dạ, Mô Phật con chào thầy. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là trong năm 2023 thầy có kế hoạch về Việt Nam thuyết giảng không? Dạ, con chị dạ chưa có chương trình. Chắc dạ, đã 32. Trời ơi. Là rất nhiều Phật tử ở Việt Nam mong muốn được gặp thầy. Cho con chị hỏi lại, con cảm ơn thầy. Rồi, thầy mời Catherine Lu. Make your question short. Oh, I have many questions, but I'll try. First of all, thank you for doing the ceremony for us. Also, I have a question. There were 5 of them, no stealing, no killing, no lying, no sexual misconduct, no intoxicants, that I had taken. But then there was the other like half of the ceremony, which was all in Vietnamese, which I didn't understand. What exactly was that all about? And would I have to, like, is there a way I could take that too if I'm interested? So what we call is the 10 virtue precepts. It's the same as the 5 trainings you receive, just more detail. For example, on the 4th training that you receive on the 5, it's just about your daily speech, right? So in these precepts, they more detail, like do not say anything to hurt anyone by your words. Do not create any false story just to harm the others. Do not swear at others using, you know, bad language, etc. And also the other 3, the last 3 related to the mind is about greed, hate, and ignorance. And the first 3 for the body is no killing, no stealing, no sexual misconduct. It's the 3 precepts on the body, 4 precepts on the speech, and the 3 on the mind. So body, language, and then the mind. These are the 3 ways that we may create a lot of bad karmas daily. So in the practice, instead of create the 10 bad karmas, the 10 bad things, we try to convert into the 10 bad good things. I can send you the English version, okay? Please do. Yes. But after a few years, after you receive the 5, you can take the 10 if you want. But later, not now. Later. Okay. Thank you, Tay. Dạ, mời cô Liên Võ.
Dạ em chào thầy. Dạ em họ tên đầy đủ của em là Võ Thị Liên, em sinh năm 66 thầy. Dạ em xin chào cả nhà và chào thầy. Thầy ơi, em á thì dạ ông xã em á thì ăn chay tháng 6 ngày, nhưng mà cái quy y thì cái tâm nó chưa có, thì nó chưa có giống như là mình chưa có cái tâm để mà mình quy y á thầy. Thì giờ thầy cho con lời khuyên. Dạ không có sao. Thí dụ con qua cái lòng của cô chưa có sẵn sàng, nhưng mà hàng ngày có những gì cô thấy, cô nghe những gì quý thầy nói nãy giờ lắm, thì cô ứng, dạ. dụng, cô ứng dụng trong cuộc sống của cô cũng là tốt rồi. Đến khi dạ. nào cô sẵn sàng thì cô sẽ phát nguyện cô quy y. Tại vì dạ. tâm của mình không? Nhưng mà tại sao mình phải lại có cái lễ để mình chính thức mình biết rằng mình đã tiếp nhận cái này bằng cái lời phát nguyện của mình, thì cái sự cố gắng của mình nó sẽ dũng mãnh hơn, nó sẽ thiết thực hơn. Cũng giống như Pháp Hòa hứa đi đâu thì mình hứa mình đi tới nhà ai, mình đã hứa thì mình sẽ cố gắng xếp thì giờ của mình để mình đi. Còn nếu mình nói là thôi tôi không biết rồi nha, để khi nào tôi rảnh thì tôi tới, ông rảnh thôi nha, mình nói như vậy có để trong lòng cái sự cố gắng của mình vậy thôi, cho nên không sao hết, nhẹ nhàng. Cái quan trọng á, vẫn là trở lại, dù cô chưa thọ giới nhưng mà hàng ngày cô cũng cố gắng cô sống làm thiện theo những cái điều Phật dạy. Còn khi nào thì cô phát nguyện bằng cái nghi thức, bằng cái lễ vậy thôi. Lý do là con sợ là mà chưa có toàn tâm toàn ý mà làm lỡ dở lương ương thì không tốt, cho nên con chưa có dám phát nguyện. Thật ra đó thì nếu mà nói toàn tâm toàn ý thì ai cũng có, nhưng mà cũng ba trội ba hộp mà. Để vui thì buồn thì cũng lơ lơ à. Cho nên sao là mình á, tất cả tu hành là phải có cái sự nỗ lực dũng mãnh. Thôi cảm ơn cô. Con xin cảm ơn thầy ạ. Hôm nay có duyên gặp thầy. Rồi mời Bảo Hoa Bảo. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, hôm nay con rất là vui và hạnh phúc vì được đầu năm để được gặp thầy. Và lời nói đầu tiên thì con xin thăm hỏi sức khỏe thầy. Dạ, không biết hôm nay thầy có khỏe không ạ? Khỏe. Cảm ơn con. Dạ, đồng con cũng xin chúc sức khỏe đầu năm đến thầy Đức Tạng đang truyền livestream qua Zoom, cũng như là các quý Phật tử xa gần đang online với thầy. Chúc sức khỏe tất cả mọi người đều bình an từ đầu năm cho đến cuối năm luôn, và cùng nhau với thầy với chùa học tập trên con đường Phật pháp. Dạ, trong cái khóa tu mùa đông vừa qua thì con có tham gia với chùa tụng kinh, thì con thấy là tụng Hoa Nghiêm thì con rất là thích, nhưng mà cái có thể là cái con chưa đủ hết cái hiểu cái ý hết trong cái kinh Hoa Nghiêm nói, nhưng mà con rất là thích bởi vì là có mang tính chất trừu tượng và khiến cho mình có nhiều cái động lực để mình suy nghĩ. Và có một vài từ thực sự là con không hiểu. Dạ, hôm nay con xin kính mong thầy có thể giải hiền giải nghĩa giúp tụi con. Đó là A Lan Nhã thì con đã từng nghe và con cũng từng nghe thầy giảng rồi, nhưng mà hôm bữa thì con nghe được đó là từ Kala Nhã, với lại là từ Thần Thông Bỉ Ngạn, và với lại là những cái Phật Bồ Tát á thì chiếu từ ánh sáng qua từng lỗ chân lông phóng ra, thì cái đó con thật sự con chưa có hiểu hết cái ý con kinh nói. Dạ, hôm nay con có ba điều con xin mong thầy thương xót con và giải hiểu giúp cho con hiểu hết ý ạ. Thật ra thì đã giới thiệu từ đầu những bộ kinh điển này không thể nào mà mình có thể tiếp nhận nghĩa lý một cách trọn vẹn khi chúng ta thiếu
có cái sự gọi là nghiên cứu, học hỏi. Nhưng những khóa tu mùa đông là cái thời gian để chúng ta tâm thành, mang bộ kinh ra để chúng ta trì tụng. Chúng ta trì tụng cái đã, còn cái chuyện mà mình hiểu thì mình sẽ ở một cái trường hợp khác. Còn khi mình tụng kinh thì mình cứ đọc. Và những cái câu hỏi của con á, thì nó cũng khó mà trả lời trong giây phút này, là bởi vì nó có cái sự liên hệ tới chuyện phẩm này, phẩm kia, chuyện này, chuyện kia. Mà mình bắt một hai chữ mình nói như vậy thì người ta cũng biết mình đang nói cái gì. Mà thành thử ra thôi thì để khi nào có dịp á, thì mình sẽ nói nhiều hơn về việc này. Tại vì bây giờ mà nói thì nó không hết ý. Mà nói hết ý thì mất thời gian, mà người khác cũng không hiểu mình đang nói gì. Thí dụ có những người, người ta chưa có lên tụng kinh với mình nè, ta đâu biết mình đang nói gì đâu. Rồi rốt cuộc nói cái hai thầy trò hiểu không à. Người khác không hiểu. Thầy sẽ giải thích cái chuyện đó sao. Thầy thấy email con rồi nha. Rồi mời cô gì Galaxy Tab A8. Dạ, con trước tiên kính chào thầy và quý vị Phật tử ạ. Dạ thầy, thầy cho con hỏi là con có mua máy niệm Phật đó thầy, về để cho gia đình con và các con của con trong nhà để mở tối đi ngủ, mở nghe đó thầy. Dạ, con cũng có đưa về bên nhà mẹ của con đó, để cho bà ngoại con và mẹ con nghe cùng buổi tối. Nhưng mà ở nhà mẹ của con đó, thì có chị dâu của con là bên đạo thờ Phật Di Lặc á thầy, bên đạo gì á thầy, chị con nói là không được mở máy niệm Phật trong phòng để cho ngoại nghe, rồi thế là cả gia đình không có đồng ý cho mở máy niệm Phật nữa thầy. Nên con thì tâm ý không muốn, tại vì muốn giao duyên cho ngoại với mẹ con để cho ngoại mẹ con tập niệm Phật mới tối á thầy, nhưng mà không có duyên. Con cũng muốn cầu nguyện sao để cho bà ngoại mẹ con biết niệm Phật đó thầy. Dạ, cái thứ hai nữa thầy cho con hỏi thêm con nữa là bởi vì mẹ của con hay sát sinh gà vịt để cho con cháu ăn đó thầy, con khuyên thì không được, nhưng con muốn ăn chay một tháng, là con ăn chay một tháng ăn 10 ngày với rằm tháng 7, với nguyên tháng 7 luôn thầy. Con muốn hồi hướng cho bà ngoại con và mẹ con để xin tội. Như thầy vậy có được hay không thầy? Xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Dạ con xin phép ạ. Trước hết á, là khi mà mình có cái lòng tốt, cái tâm lành, mình muốn mang kinh sách hay là về máy niệm Phật cho người khác nghe. Nhưng mà thường thì người ta sẽ không tiếp nhận cái ý đó, bởi vì người ta cũng có cách suy nghĩ của người ta. Ví dụ có nhiều người ta nói đừng có mở máy niệm Phật, niệm vậy cái âm linh họ nghe họ thi vào. Cho nên thí dụ mình hỏi chị dâu lý do nào không được mở. Tại vì gia đình chỉ mới nghe không được mở thôi là đã tắt rồi. Và không biết cái lý do nào mình tắt. Thì trong cuộc sống cũng nhiều khi mình cũng vậy, mình nghe ta nói cái gì mình chạy theo mình nghe, mà mình không hề biết lý do mà mình cứ làm. Mà Pháp Hòa hay ví dụ, ví dụ như mình đang đứng chụp hình ba người vậy đó, cho ta chạy ta nói không được chụp hình ba người, xui cái là mình tách ra liền, mình không hề hỏi xui cái gì. Thành thử được cuộc sống mình rất dễ bị người ta tác động do cái cách nói người ta. Không được làm cái này là mình lật đật, mình bỏ liền và không hề hỏi lý do và có điều đó có chính đáng hay không. Thì thôi thì nói tóm lại là chỉ nói vậy thôi, chứ còn cái sự yên ấm của trong gia đình vẫn là cái hơn. Đó, thí dụ như mình thấy nếu như mình tắt cái máy đó mà giờ là cả nhà mình không có phiền não gì nữa, rồi mình có dịp mình về mình giải thích. Còn nếu không thì có thể chị không thích nghe, nhưng mà chỉ nói vậy thà đại vậy thôi. Còn nếu mà chị không thích thì thôi mình mở vừa chừng cho bà ngoại nghe. Chứ còn thật sự mở mấy niệm Phật nghe đâu có gì không tốt đâu. Đó, để cho cái lúc nào trong tâm tư mình cũng khởi cái tâm niệm danh hiệu của Phật, điều đó tốt, không có gì trở ngại. Nhưng mà có nhiều khi người ta không hiểu được cái ý nghĩa đó, hoặc là người ta không thích nghe cái đó, thì người ta dựng một cái câu chuyện nào đó, một cái lý do nào đó để người ta bài bán cái đó. Vậy thôi. Cho nên nếu mình tìm hiểu được lý do
để mình giải thích thì nó dẫn hơn. Điều thứ hai, trong cuộc sống hàng ngày mình khó mà tránh được cái chuyện làm cái bổn phận của mình, thì thôi bây giờ mẹ phải làm bổn phận của mẹ qua cái việc thương con cháu, muốn cho con cháu ăn uống hàng ngày mà mẹ phải làm cái việc đó. Thì nếu có cơ hội là mình khuyên được, thôi mẹ làm chi cho nó cực, lớn tuổi rồi mà phải cầm nắm con gà con vịt mà mình phải bỏ cái hành động như vậy đó, thôi thì đi mua những con gì mà nó người ta làm sẵn đi, thí dụ vậy. Tức là mình tránh đi những cái hình ảnh cho mẹ, khéo léo mình khuyên. Ngoài ra thì sự tu tập của mình để hồi hướng cho người thân cũng là cái tốt, tại nhiều khi mình chưa có đủ phước, đủ đức, đủ duyên lành để cảm hóa họ, nhưng thì mình cứ ráng tu tập, sám hối tu tập để tạo cái phước lức cho mình, để chuyển hóa người thân. Khi mà người thân mình khi mình đủ cái phước mình chuyển hóa thì người ta sẽ hiểu được cái điều lành thiện trong xã, trong cuộc sống hàng ngày ấy, không phải điều hay ai cũng thấy, mà do người ta đứng ở phía đó hoặc là người ta thích cái con đường đó. Chứ tại sao có những cái điều mà nó xấu dở ai chính bản thân họ cũng biết nhưng mà họ lao vào, tại vì cái nghiệp lực nó chiêu cảm thì rất khó. Cho nên ráng tu tập để cảm hóa cái nghiệp của mình cũng như cái nghiệp của người thân. Vậy đó. Mời của Từ Ân. Sư Thích Tôn, con chào thầy. Sư thầy cho con hỏi là nếu như mà một người tu tập thì mình có một cái nghiệp gọi là thà thiện nghiệp, nhưng mà tới khi mà lúc mà mình bị Alzheimer mà cái bộ não nó không hoạt động được mà, thì làm sao trong cái khoảng thời gian đó mình có thể tu tập được? Mặc dù con hiểu là mọi thứ để ở trong tạng thức hết, thiện nghiệp hay ác nghiệp, nhưng mà lúc mà mình bị Alzheimer mà cái bộ não mình không hoạt động thì làm sao? Thật ra khi mà mỗi người chúng ta có một cái bệnh duyên thì cái bệnh nào nó cũng đều là cái chướng ngại hết. Ví dụ như người bị ung thư, đau đớn thể xác, mặc dù họ vẫn có cái ý thức nhưng mà vì cái đau đớn của thể xác cũng không làm cho họ muốn đủ khả năng để họ niệm một câu Phật hay làm một cái việc gì. Đã nói là bệnh tức là có những cái trở ngại của bệnh. Đau đớn trên thể xác thì không thể nào đủ chánh niệm nếu mình không có nỗ lực tu tập. Ngay cả có những nhiều khi có những vị xuất gia, nhưng khi mà cái bệnh nó đến mình cũng khó tự chủ được, bởi vì cái đó là cái thân bệnh, mà cái bệnh đó là một cái trở ngại của con người. Đừng nói cái chuyện mình cảm mà sốt bình thường thôi. Đấy, ví dụ như vừa rồi ai mà đã kinh nghiệm một cái bệnh COVID là mình sẽ thấy con người mình nó như thế nào. Và lúc đó sẽ mình sẽ cái tinh thần, mặc dù trong lòng cũng có khởi ý nhưng mà nó không còn đủ sức để mình vượt qua tất cả những cái trở ngại của thân thể bệnh tật đó. Cho nên chỉ mong lúc đó ai đó đủ duyên để giúp đỡ cho mình thôi. Còn cái chuyện lúc mà cái hoành hành của bệnh tật thì đành phải chịu. Vì vậy mà mình khi còn mình còn khỏe, còn sức để mình tự mình nỗ lực mình huân tu thì lúc đó mình cứ huân tu. Còn cái chuyện mà khi mà mình bệnh thì nó phải chi phối của cái bệnh. Nhưng mà không phải vì cái bệnh đó mình không tu, mà mình tu theo cái bệnh thôi, mà tại mình không biết thôi. Chứ đâu có ai muốn mình bệnh. Mà khi mà lỡ vướng vào một cái bệnh nào thì nó phải trở ngại của cái bệnh đó, mà trở ngại của bệnh đó thôi, chứ không phải tâm mình không muốn tu. Và khi còn khỏe thì cố gắng huân tu, huân tập, để nó lúc đó mình lỡ mình có thiếu sót không tu thì nó cũng ấy. Tại không phải là mình do mình muốn, mà là do chi phối của bệnh duyên thôi. Yeah.
Mời anh Joe. Joe không có. Mời cô có hả? Rồi, dạ mời anh. Dạ, con xin chào thầy ạ. Dạ, chào chị. Dạ, thầy cho con xin phép hỏi là vì con hiểu là Phật pháp là để mình tu tập và thực hành, thì trong cái quá trình tu tập và thực hành tu học của con á, thì con thầy con cảm thấy là cái chuyển nghiệp ý thực sự là đối với con là một trở ngại, thì con muốn xin thầy sự chỉ giáo, sự chỉ dẫn là đối với nghiệp ý, tại vì cái nghiệp suy nghĩ con cảm thấy là thực sự là nó rất là trở ngại đối với con hơn là những cái nghiệp khác ạ. Dạ, khi mà con quán chiếu được cái sự suy nghĩ của con cảm thấy là cho dù con có cố gắng thế nào thì nó vẫn khá là trở ngại đối với con ạ. Bởi vậy cho nên á, trong trong ba cái nghiệp mà con người mình mỗi ngày với vướng á, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tất cả những cái thiện lành hay là bất thiện, nó đều ba nghiệp này mà sanh: thân, miệng, ý. Nhưng mà cái chính là cái ý, là bởi vì từ ý nó khởi, nó đưa đến hành động. Ý khởi đưa đến lời nói. Cho nên theo câu hỏi của chị là làm sao để mình thúc liễm cái ý căn của mình. Thì bây giờ mình tập như thế này, mình tập như lý tác ý nhiều hơn là phi như lý tác ý. Như lý tác ý nghĩa là mình nên khởi cái ý, tâm ý trên sự việc nó như là, mà đừng có thêm thắt cái gì nữa hết. Thí dụ như vừa khởi lên thì chúng ta dừng liền, ý thức dừng liền để đừng để nó tiếp diễn. Hôm nay mình ăn một chén chè. Chè đậu xanh ngon như thế này hay ngọt như thế nào đó, thì mình cứ như lý tác ý chén chè nó như vậy. Mà nếu mình thêm thắt thêm là chè này nó không ngon bằng chè hạt sen. Đã nói là chè hạt sen và chè đậu xanh thì nó làm sao nó giống? Mà nó không, nó là hai cái chén chè khác nhau, thì tại sao là mình lại đem đi so sánh một cách sai lệch như vậy? Chính vì cái tâm ý của mình mỗi ngày cứ đem so sánh và như thế này, như thế kia, để rồi cái tâm ý mình nó không được an trụ, mà luôn luôn nó phải làm việc một cách phi như lý. Còn nếu mình vẫn làm việc chứ, làm sao mình dừng được? Nhưng mà tập làm việc như lý tác ý, sự việc nó như thế nào, mình nhận nó như vậy, mà đừng có thêm thắt những cái so sánh, những cái hơn thua của mình vào trong đó, để tạo cho mình những cái phiền não, những cái khó khăn. Cho nên hằng ngày đó, cái ý mình vừa khởi sai quấy cho một việc gì thì mình lập tức kéo nó trở lại, nhận thức trở lại, trở lại mình quán chiếu sự việc nó như là. Nghĩa là mình phải cố gắng để ý nó thôi, coi chừng nó, quán chiếu nó, đừng để nó tự tung tự tác. Thường thường mỗi lần là mình khởi là mình chạy theo cái dòng suy nghĩ đó, tác ý đó, rồi mình suy nghĩ. Thì bây giờ mình nên tập trở lại ý thức. Vì vậy cho nên là bây giờ là bổn phận của chị á, là quản lý con trâu tâm ý của mình, đừng để cho con trâu đó rong ruổi qua những cái mảnh đất của nhà hàng xóm, mà luôn luôn nó an trụ trong cái mảnh đất của nhà mình. Thì cái đó nó, ủa tại sao phải làm, hay là thật ra không phải riêng chị, mà tất cả người tu chúng ta đều phải làm việc đó hết. Cái điều là ta không nói thôi, chứ còn ai mà không có những cái tâm ý sinh khởi. Có điều là mình phải kéo nó trở lại thôi. Và quý vị có nhớ là cái câu mà mình hay học của Ngài Trần Nhân Tông đó,
phản quan tự kỷ bổn phận sự. Cái chuyện bổn phận của chúng ta mỗi ngày đó là soi lại, lấy ánh sáng soi rọi là chính mình. Mà soi rọi đây tức là soi rọi cái tâm ý, cái dòng suy nghĩ của mình mỗi ngày, những cái chỗ tác ý của mình, coi nó có chân chánh không. Ví dụ như mình thấy người ta đi ngang, người ta nhìn mình, thì theo cái thói thường người ta đi ngang thì ta nhìn vậy thôi. Thì tự nhiên mình suy nghĩ, mình nói trời, không biết có ý gì với tôi mà nhìn tôi hoài. Có đôi khi mình nói chắc thích tôi, nhìn tôi hoài. Hay là mình nói chắc ổng ưa tôi, nó nhìn tôi hoài. Thì cái nào cũng là phi như lý cả. À, thì tự nhiên mình lại có một cái dòng suy nghĩ khác như người ta. Hoặc là do một câu nói của người ta, và lúc đó nó có thể nó chạm cái gì với mình trong một cách vô tình, người ta không hề có cái ý gì hết. Nhưng mà trong cái vô tình đó thì mình lại nghĩ rằng người ta đang nói mình, thì mình phi như lý tác ý. Còn thí dụ như lỡ người ta có cái tâm ý đó đi, mà mình không nghĩ như vậy, đó cũng là một phần lợi lạc cho chính bản thân mình. Chờ cuối cùng tu thân, tu miệng, tu ý. Và quý vị nhớ ngày xưa có một thầy lên gặp Đức Phật là nói rằng Phật biểu tụi con tu nhiều giới quá, khó giữ quá. Phật nói bây giờ nhiều giới khó giữ, giữ một giới được không? Bây giờ được. Thì thôi ông giữ dùm tôi cái giới ý đi. Thì bây giờ đại chúng nghe, ý lúc nào cũng an tịnh thì có làm sai không? Tất cả những cái sai quấy từ lời nói, từ hành động, từ cái gì, từ cái tâm ý mà ra. Mà hãy cái ý mà được vững chãi rồi thì những cái kia khỏi. Cho cái câu mình hãy dùng, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu dối lỗi lầm. Tất cả những cái sai lầm, nói năng, hành động tốt xấu đều từ cái tâm của mình mà ra, cái ý nghĩ của mình mà ra. Cho nên thân, miệng, ý, mà thân và miệng ấy, nó từ cái ý nghiệp. Cho nên vẫn quản lý cái ý nghiệp tốt. Cho nên cái câu hỏi của chị rất là phổ thông cho đại chúng, chứ không phải riêng chị đâu. Cũng đừng có thấy sao ai tu cũng giỏi quá, mà tu mình tu, còn mình tu dở quá. Cái ý mình nó còn lăng xăng. Nhiều người còn lăng xăng lắm. Thì rồi cô ngồi thiền tụng kinh niệm Phật trì chú đó, để làm cái gì đâu. Cũng chỉ nhằm cái mục đích là bảo quản cái tâm ý mình cho nó tốt. Hay tâm ý mình ở trong cái thuần thì nó không có tác những cái xấu. Cho nên yên tâm. Và đó là cái quá trình, đó là cái việc làm của người tu chúng ta mỗi ngày, chứ không phải riêng mình chị. Nhẹ nhàng ha. Mời chị từ Hạnh Hòa. Dạ con chào thầy, con xin kính chào các anh chị ạ. Dạ thầy ơi, đợt trước đó, con được thầy đặt cái tên là từ Hạnh Hòa thầy. Thì con xin nhờ thầy giải thích cho con cái tên ạ. Và con có một cái câu hỏi là con thì đạo Thiên Chúa, nhưng mà mấy đợt mà con nghe thầy tụng kinh đó, con chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà không biết tại sao con ngồi mà nước mắt con nó cứ rơi, con không hiểu sao. Rồi con có nghe thầy nói về năm cái giới cấm á, nhưng mà thỉnh thoảng á, con vẫn có cái tật là uống vài ly bia á thầy. Tại vì thấy chồng nhậu một mình thấy tội nghiệp quá, xong rồi uống với chồng vài ly bia thì như vậy có phải bị tội không thầy? Dạ cảm ơn thầy. Cảm ơn chị. Thứ nhất là mình pháp danh của chị á là chữ hạnh á, có nghĩa là cái đức hạnh là cái cách sống, cái cách sống từ bi và hòa hợp của mình. Chữ hạnh này là hạnh, cái hạnh của từ bi, cái hạnh của hài hòa, của hòa thuận. Người có lòng từ bi và cách sống rất là hài hòa. Chắc tại vậy mà thấy ông chồng nhậu mình buồn quá, mình hòa nhập vô luôn cho nó có bạn vậy đó. Cái việc mình quy y á, thì mình tránh cái trường hợp là nghiện ngập. Còn ví dụ như là trong xã giao, bạn bè, nó lâu lâu mình dùng một chút gọi là xã giao thôi, chứ đừng có xã láng. Chỉ sợ là chị cứ xã giao với ông xã riết á, lâu ngày chị xã láng với ổng, là chị với ổng là hai bạn nhậu nữa. Thành thử bên cạnh làm bạn đời còn thêm bạn nhậu nữa là mệt ha. Cái thứ ba đó, chị nói chị tụng kinh không hiểu gì hết mà chị khóc phải không? Tại không hiểu mới khóc, nó khóc tại không hiểu.
chứ hiểu rồi đâu mà khóc. Nói đùa thôi, chứ còn thật sự ra khi mình nghe lời kinh, niệm Phật, tiếng chuông, tiếng mõ, mình khóc á, không phải là mình bị khùng hay là mình không bình thường, mà đó là cái túc duyên của mình trong nhiều đời, nhiều kiếp. Mình đã từng nghe tiếng chuông này, mình đã từng tiếp xúc lời kinh này, nhưng mà do cái rong ruổi cuộc đời, luân hồi, nhiều kiếp, cho nên ngày hôm nay mình lại vô tình mình nghe lại. Thì khi mình nghe lại, mình cảm thấy có gì, một cái gì nó tác động, nó cảm xúc. Cũng giống như có một ví dụ, mấy chục năm trước ở Việt Nam, buổi trưa mình ở dưới quê, người ta hay mở cái radio, có những cái tuồng cải lương, trời, tiếng gà nó gáy buổi trưa, rồi mình nằm ở trên võng, ở trên cái chõng đó, mình nằm mình nghe cải lương nó lưu trong tâm thức của mình. Bây giờ mình có cơ hội mình ra thành phố mình đi làm việc rồi, thỉnh thoảng ở đâu đó người ta phát cái chồng cái lương, thì bao nhiêu những cái dòng, cái kỷ niệm đó, nó trở về với mình. Và thậm chí mình ngồi mình khóc. Mình khóc là gì? Những cái này nó kỷ niệm với mình rất là nhiều. Nhiều khi mình nghe bản cải lương này trong khi bà ngoại mình đang nấu chè cho mình ăn, hay là mình đang quét cái nhà ở dưới quê ví dụ vậy. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Trong nhiều đời, nhiều kiếp, mình đã từng là Phật tử, mình đã từng nghe tiếng chuông, tiếng mõ, lời kinh này rồi. À, bây giờ mình có cái đủ cái duyên lành, mình trở lại, mình nghe. Tự nhiên nó tác động trong tâm mình. Và thật là không sao hết. Cái đó là cái tốt thôi. Cái đó là một cái túc duyên của mình. Nó cảm xúc, nó chấn động trong tâm tư mình trở lại. À, thật có nhiều vị người ta nghe một tiếng chuông mà người ta làm được bài thơ. Hay là người ta tự nhiên người ta sực tỉnh trở lại. Bởi vì cái tiếng chuông nó tác dụng là vậy đó, giống như làm cho mọi người giật mình trở lại. Thì có những lời kinh, có những cái gì đó trong cuộc đời này, nó làm cho mình nhớ lại cái túc duyên của đời trước. Dạ. Dạ, không sao. Cảm ơn chị. Nhớ là hạnh hòa từ hạnh, hòa thuận, hạnh từ bi ha. Còn mình hòa thuận những cái nào mà nó không có lành mạnh đó, thì nên để ý chút, cái chánh niệm chút. Không thôi là mình sẽ mệt với nó, tại vì mình hoạn lên hồi cái mình mất mình luôn, mình mất tự chủ. Dạ, con cảm ơn thầy. Tại giờ mà lâu lâu mà bạn con có rượu đi nhậu á, là con cũng nói là không, mình quy y rồi bạn ơi. Mất công rượu mình đi nhậu cái bắt đầu là tà giới nó nổi lên, tà dâm nó nổi lên, thôi đừng rượu mình đi nữa, cái bạn con nó cũng không rượu nữa, bây giờ chỉ còn mỗi chồng con rượu thôi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị, chúc tinh tấn. Rồi mời cô Huệ. Phải không? Nguyễn Thị Thu Tâm. Cô Nguyễn Thị Thu Tâm. Dạ con. Lên rồi chưa? Dạ, dạ con chào thầy. Dạ con chào thầy. Dạ thầy có nghe tiếng con được không thầy? Được. Dạ nghe. Con chào thầy. Dạ con mới quyền, con mới biết tới kinh Phật mới đây ra mấy tháng rồi ba con mất. Thì con muốn hỏi là giống hỏi cho bạn con nữa là con muốn đọc kinh Phật, nhưng giờ con muốn học Phật á thì con phải nên đọc cuốn sách nào cho nó dễ hiểu, mà con muốn tu tập á làm sao cho nó dễ. Đọc cuốn nào nên con đọc kinh nào cho con học nào cho nó dễ hiểu. Với lại thí dụ như ba con mất con có vô tụng kinh Địa Tạng á, con thấy Bồ Tát Địa Tạng á, con thích. Thì như con ví dụ như mai mốt mà con có thỉnh địa thàm Phật Địa Tạng về nhà con mà thờ á, có sao không thầy? Tại vì con nghe người ta nói là Địa Tạng thì không có có đem về nhà thờ, nó không có tốt gì đó thầy. Thầy giải thích sao cô nghe người ta nói Địa Tạng không nên đem về nhà thờ không tốt, sao không hỏi người ta không tốt chỗ nào? Lý do thì như nãy vừa nói vậy, thấy không? Là nếu cái người mà người ta không có biết, người ta hay nói, rồi mình cứ nghe theo, mình làm theo thì mất cái cơ hội của mình. Ở trong Phật Pháp á, mình có quyền thỉnh bất cứ vị Phật Bồ Tát nào về để mình thờ, để mình học cái hạnh. Cũng giống như cô đọc kinh Địa Tạng, cô thấy cái hạnh của Ngài Địa Tạng cô mến, thì cô cứ phát nguyện thỉnh Ngài về thờ, đọc kinh Địa Tạng, không có gì trở ngại hết á. Tại vì mình tu tập để mình chuyển hóa, mình sống tốt mà mắc gì cũng được. Thành thử đừng có nghe những cái lời nói của người ta không có hiểu mà người ta nói.
Người ta cũng không có ý xấu đâu, chẳng qua là người ta không có hiểu thôi, mà người ta nghĩ rằng người ta hiểu, mà cái hiểu nó sai, nó sai lệch. Không có một cái điều gì mà gọi là cử kim trong cái chuyện tu tập hết á. Điều thứ hai á là bây giờ nếu cô cảm ngài Địa Tạng thì cô thỉnh ngài về thờ, cô đọc kinh Địa Tạng đi. Thì từ từ đó, đó là cái cơ bản căn bản nhất về cái vấn đề. Tại vì cô có duyên thì cô đọc cái kinh đó, rồi sau này cô tìm hiểu về những cái kinh đó ý nghĩa, thì từ đó cô sẽ có một cái lối cô đi vào bằng cách là cô hiểu sâu hơn trong Phật pháp. Bên cạnh đó thì cũng học những cái giáo lý căn bản, ví dụ như đi tìm cái quyển bước đầu học Phật của sư ông Thanh Từ, hay là quyển Đường Xưa Mây Trắng của sư ông Nhất Hạnh. Quý vị đọc những quyển đó để mình hiểu được cuộc đời Đức Phật và những giáo lý rất là căn bản về đạo Phật. Và mình nên đọc mấy cuốn đó, hay là Phật Học Phổ Thông của Tổ Thiện Hoa. Tất cả những cái quyển đó là những cái quyển rất là cơ bản cho người học Phật. Và sau này Pháp Hòa thấy Việt Nam còn làm những cái bộ sách nữa, như là Cơ Bản Phật Học nè, những cái cuốn Phật Pháp Khái Luận nè, những cuốn đó rất hay. Người ta soạn lại trong như một cái quá trình giáo án vậy đó, thì mình nó ngắn gọn, mình học nó cũng dễ. Và quý vị nên tìm những bộ đó để đọc. Không có mua sách thì online cũng được, tại online cũng có đầy đủ hết những cái bộ đó. Dạ, mô Phật. Rồi bây giờ mình đến mời cô Huệ hả? Cô Huệ có nghe không? Tịnh Huệ, cô Tịnh Huệ. Dạ, mời cô bấm nút vô. Cô chưa bấm cho nên chưa nghe. Con mở quạt được thầy ơi. Rồi, nghe rồi. Dạ, nghe được rồi thầy. Dạ, con đảnh lễ thầy. Đi vào đây nè. Cuối năm, đầu năm của năm bên thầy, nhưng cũng là cuối năm của Việt Nam. Con kính chúc thầy sức khỏe, ăn vui để thầy hoằng pháp cho chúng sanh, được cho tụi con được nghe để hiểu thấu những lời của Phật. Năm mới con kính chúc thầy sức khỏe. Vậy con không có gì để hỏi, con cũng nghe thầy pháp rất nhiều rồi. Bây giờ con xin chào thầy, cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Dạ, con Phật. Cô sức khỏe nha. Rồi mời cô Phương Trương nhé. Cô không có biết ấy, cô giơ cái tay không à. Rồi cô bấm vô cái nút microphone đi cô. Dạ, cô Phương Trương. Dạ, thầy nghe con thầy. Rồi. Con có câu hỏi, con nghe người ta nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Mà con thấy cái đó cũng trúng á, còn thầy thì thấy sao ạ? Tôi có thấy trúng được rồi, hỏi gì nữa. Mà tại vì có nhiều người nói cho con á là đi thầy nói như vậy không có được, phải từ bi. Mình đi với bột mặc áo cờ sa, đi với ma mặc áo cờ sa luôn. Thì con thấy, lấn cấn cái chỗ đó đó thầy. Nếu đi với ma mặc áo cờ sa luôn á thì có được không thầy? Con thấy nó bị ăn hiếp dữ lắm đó thầy. Thưa cô là trước hết là Pháp Hòa xin nói lại là cái câu đó nó là câu nói của nhân gian, nó không có liên hệ, nó không phải là cái câu nói xuất phát từ trong Phật pháp, hiểu không? Cái câu là nói của nhân gian là ý người ta muốn nói đi với người hiền thì sẽ hiền, đi với người dữ thì sẽ dữ, giống như là đi với ma thì mình sẽ hành xử theo cách ma, đi với lại người lành thiện như người tu thì mình sẽ mặc áo người tu. Thì cái đó là cái kiểu như là sống sòng phẳng, kiểu như thế gian người ta quan niệm vậy đó. Nó không phải là cái câu nói trong Phật pháp, cho nên mình
mình muốn nói thì mình cứ nói, nhưng mà nó không có cần thiết và cũng không cần phải nghiên cứu gì hết. Điều thứ hai á, nó nếu mà mình yếu mình nói về mình phân mình sống á, có nhiều cái cách để mình phân tích, để mình tìm ra được một cái đạo lý gì đó trong đó để mình ứng xử thôi. Thì cái câu đầu của mình hiểu vậy rồi, đi với ai thì mặc kiểu nào đó. Hay là mình có thể hiểu ngược lại là trong mỗi cái thế giới nó đều có những cái cách sống của họ. Cái quan trọng là mình biết ứng xử trong cái duyên đó, chứ đừng có kiểu đi tới thế giới này mình sống theo thế giới kia. Thì đã nói là ma thì họ đâu có thể sống theo cách của con người. Thì nghĩa là mình đi tới chỗ nào, mình đến cái quốc độ nào thì mình ứng xử theo cái quốc độ đó. Ví dụ như cô qua nước Canada thì phần lớn người ta nói tiếng Anh thì mình học tiếng Anh. À, mình qua Pháp thì mình học tiếng Pháp. À, mỗi một cái quốc gia người ta có ngôn ngữ của người ta, có cách sống của người ta. Ví dụ vậy đó, thì mình đi đến đâu mình biết ứng xử, mình tùy thuận mình sống, thì như vậy là tốt cho mình. Nếu mình hiểu nó lành, đơn giản vậy thôi. Còn mình hiểu cái kiểu là đi với ma là mình phải xử đẹp thế này thế kia, rồi mình đi với thầy tu mình mặc cà sa, thì trong đó nó có cái sự còn có cái sự gọi là hiền lành hung dữ trong đó. Còn mình nghĩ đơn giản là mình đi tới đâu mình hội nhập, mình tùy thuận mình sống để cho nó không có bị quê kệt ở trong cuộc sống của mình. Ví dụ hiện nay nước Canada đang lạnh, thì cô lấy nón len rồi cô trùm, cô lấy khăn cô quấn, rồi cái cô qua đây cô đi du lịch cái cô mua mớ vậy đó cô quấn, xong cái cô tiếc quá cô xách về Việt Nam á, tháng 7, tháng 8 cô cũng quấn đi đầy đường vậy đó. Đó thì người ta nói ủa cô này cô làm cái gì vậy, nói ồ tôi tôi đây là cái đẹp của tôi, mà cái đẹp của mình mà nó không có đủ, không đúng một cái quốc độ, cái hoàn cảnh, cái thời tiết, thì người ta không nghĩ mình là người biết ăn mặc, mà người ta nghĩ mình hơi không bình thường, hay là muốn làm kiểu mà không biết cái quốc độ. Mình đơn giản mình nghĩ cái nhẹ để mình sống làm sao mình ứng xử được. Còn mình cứ nghĩ là ai xấu tôi xấu lại, ai tốt với tôi tốt lại, thì đây là có cái sự trong cuộc sống của mình mà cái tâm mình nó vẫn còn có những cái tâm niệm như vậy. Thì vì cái câu nói đó của nhân gian không? Và người ta quan niệm mình hiểu cái kiểu kia thì cũng là được thôi. Nhưng mình nghĩ như vậy, cái tự nhiên cái cuộc sống của mình nó có cái sự dở và xấu và tốt, ác và hiền. Còn bây giờ mình nghĩ đơn giản đi ha, đi tới đâu mình tùy thuận theo mọi nơi, mọi chốn mình sống để mình hài hòa được với tất cả mọi người, thì tự nhiên cuộc sống mình nó nhẹ ra liền, nó hài hòa ra liền, nó nhẹ nhàng ra liền vậy đó. Rồi còn cái trường hợp á, còn nếu như mình nghĩ rằng thôi bây giờ mình đi với ma, đi với ai cũng vậy, mình luôn luôn mặc cái áo cà sa cũng là tốt thôi. Tại vì chữ cà sa nghĩa là gì? Cà sa nghĩa là hoại sắc. Cái chữ cà sa nghĩa là hoại sắc, mà cái biểu tượng của nó là sự nhẫn nhục. Vậy thì bây giờ mình đi bất cứ quốc độ nào, mình cũng phải có được sự nhẫn nhục. Cô biết không, mình sống ở đâu, đại chúng cũng để ý. Có phải là mình sống bất cứ quốc độ nào, nơi nào mà không có nhẫn nại là không thể thành công và không thể có cuộc sống tốt đẹp được. Đừng nghĩ là ở nước ngoài là khỏi nhẫn, không phải đâu. Ở đâu cũng ta bà, con người cũng sân si giống nhau à. Cái quan trọng là mình học được cái cách nhẫn nại, nhu hòa để mình sống. Thì cái ca sa mà nhà Phật và các thầy đắp là để biểu tượng cho cái người sống biết nhẫn nhục, nhu hòa. Bởi vì cái màu đó là màu đất, mà đất là tượng trưng cho sự dung nhiếp và chuyển hóa. Thành thử ra là nó biểu tượng cho một cái sự mà nhẫn nại thôi. Mình quán chiếu cái nào mà để cho nó thấy được cái tính cách tích cực và tiến bộ trong cái câu nói, trong cách sống thì tốt. Quý cô để ý vậy, tất cả mọi câu nói của nhân gian cũng vậy. Mình suy nghĩ cái gì mà để câu đó nó trở thành ra tích cực và giúp cho mình phấn đấu sống tích cực trong cuộc sống thì tốt. Chứ đừng có theo những cái câu nói thế gian thường tình, rồi mình sống theo, thí dụ mình nói là ăn miếng trả miếng, đó, mấy câu nói như vậy đó, thì nó sẽ làm cho mình sống mà không có một cái thiện lành ở trong đó.
thì những câu nói đó nó không có nằm trong cái từ ngữ của Phật pháp, nhưng mà ở một cái mức nào đó thì mình suy tư để mình tìm ra được cái cách sống mà tích cực trong cái câu nói đó để mình ứng dụng mình sống thì cũng là cái điều hay. Và quý cô nhớ ha, cái điều lành mà nó ở trong tay của người xấu, người không hiểu biết, thì họ cũng bóp méo cái điều lành nó thành ra điều xấu. Thường người ta hay nói là gì, tà pháp, người tà mà nói chánh pháp đó, chánh pháp thành tà pháp, nhưng mà người chánh mà nói pháp tà, chánh tà pháp thành chánh pháp. Cái tâm họ chân chánh rồi thì cái điều tà có rơi vô tay họ, họ vẫn sửa nó thành chánh. Còn cái người đã tà rồi mình đưa cho họ chánh pháp đi nữa, họ cũng bóp méo nó thành ra cái tà pháp. Trong lòng mình mà thiện lành rồi đó thì bất cứ cái gì nó đến với mình cũng nhìn nó bằng một cách thiện lành, đừng có nghĩ theo cái cách của sòng phẳng của thế gian, thì cái cách sống đó mình không có được tích cực và không được chuyển hóa. Rồi người cuối cùng mời cô Xuyên Đoàn, Đoàn Xuyên ở Pennsylvania phải không? Dạ đúng rồi, đúng thầy. Dạ. Trời, bữa nay con mừng quá, con gặp được thầy. Thầy ơi, cho con hỏi ngoài lề cái này chút xíu. Con muốn biết cái lịch của thầy khi nào thầy qua Mỹ á, làm sao con coi được thầy? Tất cả những cái lịch hoằng pháp của Pháp Hòa đó thường mỗi đều có post trên Facebook của chùa hết. Có gì cô sẽ vào trong Facebook hay là website, những cái gì mà nó có đều có thông báo hết á. Dạ, con kiếm hoài, mà con kiếm 2 năm nay con kiếm hoài không được. Hôm bữa thầy đi qua Florida mà con hay trễ quá, con đi không có kịp. Thông báo hết trên Facebook mà địa điểm rồi địa chỉ đầy đủ hết á. Tại cô không, sau này cô vô Facebook. Dạ, vậy thầy cho con hỏi một câu nữa, nếu mà con quy y với thầy á, thầy con phải chuẩn bị những cái gì thầy? Đâu có chuyện. Thì bây giờ cái quan trọng là mình chuẩn bị tinh thần để mình tu cho giỏi lên thôi. Dạ, hôm qua con thấy là thầy, bữa nay thầy có quy y mà bữa nay con bận cái lớp học nên con không có vô sớm được. Không sao, một lát nữa cái clip này nó cô vào cô nghe lại rồi cô phát nguyện. Rồi sau đó cô cho chùa địa chỉ, tên họ, ngày sinh rồi đầy đủ, chùa sẽ gửi được tới cho cô. Còn cái clip thì nó vẫn còn lưu lại đó, cô nghe lại rồi cô phát nguyện theo nha. Dạ dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Rồi cô thô gì đó con? Ủa? Mới là thô. Thô gì MD nè, .AGG nè. Ồ, T-Hô nè. Dạ, mời cô. Mời cô T-Hô M chấm A G G A G G. Tên khó kêu quá ha. Dạ. Rồi nghe rồi đó cô nói đi. Dạ. Dạ con chào thầy. Dạ thầy cho con hỏi, tại con có một cái quyển đó là nghi thức đại bi thập chú á, hàng ngày con đọc quyển này được không thầy? Dạ được. Dạ. Bên cạnh đó thì nếu được thì cô nên đi của Pháp Hòa về cái bài giảng đại bi thập chú, trong đó nó trên dưới 10 buổi Pháp Hòa có chia sẻ ý nghĩa của mỗi bài chú trong đó. Nếu được nữa thì cái sự hành trì của mình nó càng tinh tấn thêm lên. Để bấm vô Google, vô YouTube bấm đại bi thập chú thầy Pháp Hòa giảng. Rồi mời cô Nguyệt Anh, hai vị nữa thôi là mình đã kết thúc nha.
Dạ, bạch thầy, con nhận thức được cuộc sống cõi ta bà này là khổ đau, nên con có phát nguyện là con sẽ chấm dứt luân hồi sinh tử ở kiếp này. Nên là con muốn hỏi thầy, xin thầy dẫn dắt cho con là con nên tu như thế nào. Tại vì kiếp này á, là con biết được Phật Pháp, là con ý thức được là chuyện lành, chuyện thiện với chuyện ác. Con sợ ở một kiếp nào đó con không được gặp Phật Pháp, con sẽ tạo tội, bắt đầu luân hồi tiếp. Nên là con không muốn luân hồi nữa. Nên là xin thầy cho con cách tu như thế nào để con không muốn luân hồi ở cõi ta bà này nữa. Dạ, con cảm ơn thầy. Thì thật ra đó thì cái đó cũng là một cái sự phát nguyện của mình. Nếu như mình cảm thấy nơi nào mà mình đã mệt mỏi với nó thì mình phải khởi cái tâm đầu tiên là tâm chán bỏ nó. Ví dụ như cõi ta bà này mình không thích thì mình phải khởi cái tâm muốn xả ly nó. Nhưng bên cạnh đó, đó thì mình khởi lên cái tâm thứ hai là tâm hân hoan đối với một cảnh khác, gọi là tâm hân á. Thí dụ mình thích cái tâm mình thích cõi cực lạc của Phật Di Đà, hay là mình thích cảnh giới của Phật Dược Sư thì mình phát nguyện về cảnh giới đó. Còn nếu không thì mình phát nguyện là mình chấm dứt, mình không muốn tiếp tục trong luân hồi sanh tử khổ đau. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mình phát nguyện như vậy á, mình có phát nguyện mình tu tập á, dù ở bất cứ cái cảnh giới nào tâm của mình cũng khổ đau vì nó, mà mình có trở lại bất cứ cái cảnh giới nào cũng đều là do cái sự phát nguyện dấn thân của mình thôi, mình không có khổ. Thí dụ hiện tại bây giờ à, mình sống mình rất là khổ là tại vì đủ thứ những cái ác duyên nó đến với mình, cái nghịch duyên nó đến với mình. Và bây giờ muốn được cái thuận duyên tốt thì trong đời sống này mình phải tạm, mình phải cố gắng giảm tất cả mọi duyên xấu, ngay cả cái duyên ái ân nữa. Thí dụ như cái duyên mà tình chồng vợ, tình cảm gái trai cũng phải giảm luôn. Tại vì cái ái mà nó còn thì cái cõi lầm nó không thể có mặt, mình cứ lẫn quẩn trong cái cõi trở lại. Thì cõi nào nó có ái dục thì mình có mình. Rồi bên cạnh đó là bao nhiêu cái ân quán tiếp xúc với người xung quanh, mình cũng giảm tất cả các cái duyên đó. Rồi giảm kiếp này chưa được, chưa hết, là chết bất tử đi. Hết duyên đời ta bà, tình dạng mà mình nghịch duyên mình chưa hết, thì mình tiếp tục nguyện đời sau con có trở lại, con xin tiếp tục giảm những cái ác duyên. Giảm đến khi nào mà không còn nữa thì mình sẽ đủ thuận duyên, mình không còn và ở một cái cảnh giới khổ nữa. Chứ còn có thể một đời này mình chưa làm được. Nhưng mà mình phải, nếu mình muốn là phải phát nguyện, đời này con nguyện giảm tất cả những cái nghịch duyên, ác duyên đối với con. Và nếu như con chưa hết thì kiếp sau con tiếp tục, con giảm nữa. Nhưng mà nhớ là ngay trong đời này phải thể hiện cái điều giảm đó. Chẳng hạn như tình cảm trai gái là phải giảm nè. Rồi ghét bỏ người này, thương yêu người kia cũng phải giảm nè. Nội cái chuyện mà mình thương con, thương cháu đó cũng là một cái ràng buộc rồi đó. Trên ở một cái bình diện gọi là thế gian pháp, thương con, thương chồng, xây dựng hạnh phúc, đó là mình, đó là thế gian pháp. Nhưng đứng ở cái mặt xuất thế gian á, thì tất cả mọi cái ái luyến nó đều làm mình khổ hết, nó đều làm mình ràng rịch hết. Cho nên người mà muốn thoát ly nó thì đây là tại vì cái câu hỏi là muốn thoát ly nó thì Pháp Hòa phải nói ở phương diện thoát ly. Chứ còn tại sao mình lại nghe là Phật dạy là đối với chồng phải như thế này, đối với tại vì mình còn muốn trong cái đời sống của con người gọi là gì, gọi là nhân thừa. Phật giáo dạy mình nhiều cái phương thức, khi mình còn muốn sống dưới thế gian thì Phật sẽ dạy mình cái cách sống làm sao trong cái thế gian này mà mình vẫn có hạnh phúc, mà hạnh phúc theo thế gian thôi. Đó. Ví dụ như tại sao quý thầy dạy Phật tử vậy mà ngay cả đời sống quý thầy là đi xuất gia, thầy quý thầy muốn đi hơn xa hơn một bước, đó là không muốn ràng buộc của những cái cảnh vợ chồng con cái. Mà hãy cái gì nó có ràng buộc là cái đó sẽ có vướng mắc. Hãy dính vô cái nào thì nó ràng buộc cái đó. Chẳng hạn giờ mình một đứa con
thì mình lại lo lắng và khổ theo một đứa con, hai đứa con thì lo lắng theo hai đứa con. Nói cái chuyện lo ăn, lo là học, lo dạy thôi là mình đã khổ rồi, chưa nói nó lớn lên, nó theo bạn, theo bè, mỗi đứa mỗi kiểu là khổ nữa. Rồi nó có vợ, có chồng, chưa chắc nó được hạnh phúc là mình lại phải quan tâm. Rồi nó có con của nó thì nghĩa là cháu của mình, thì cứ dây này á, nó cứ dây dưa mà nó cứ ngày nó tăng trưởng chứ đâu có giảm đâu. Mặc dù miệng mình nói thôi đó, tôi nuôi con tôi lớn rồi, tôi khỏe rồi, thì mình khỏe phần nuôi con lớn thôi. Chứ bây giờ bắt đầu lo, hết nuôi rồi giờ tới lo. Hồi nhỏ là mình nuôi nó, bây giờ mình lo, mình không cần nuôi nữa mà lo. Dõi theo từng bước chân hạnh phúc của nó. Cho nên thủy chung nói cho cùng, đứng trên phương diện gọi là tùy thuận thế gian, nhân thừa con người, thì đó, chuyện vợ chồng, chuyện con cái, học sống sao cho hạnh phúc an vui. Nhưng mà nếu mà nói tới cái chuyện xuất ly, giải thoát thì không có. Tại vì nó chính là những cái nhân để mình phải lánh quẩn. Đó. Cho nên quý vị hỏi cái chỗ mà tột cùng giải thoát thì phải giảm hết tất cả các duyên thế gian. Còn nếu mà mình bằng lòng tu nhân thừa trước, từ từ trong cái nhân thừa này mình đi tới cái chỗ thiên thừa, sanh về cõi trời, thí dụ vậy, thì khác. Cho nên nếu mà chị đã phát cái tâm đó rồi thì cố gắng đi. Trong đời này giảm hết tất cả mọi cái nghịch duyên. Rồi đồng thời phải nhớ rằng chưa chắc một đời mình làm xong, thì phải phát nguyện nếu con làm chưa làm xong trong kiếp này thì đời sau con nguyện tiếp tục làm, tiếp tục giảm duyên nữa, giảm đến khi nào tất cả nghịch duyên con không còn. Tất cả những cái ái luyến tình cảm nam nữ, vợ chồng, con cái cũng không có, thì con mới có thể hoàn toàn gột sạch được. Cứ giống như mình rửa một cái nồi, mình chùi một cái nồi vậy đó, lọ nó dính dữ lắm, chùi một ngày chắc không xong đâu, thôi kệ cứ chùi trước đi, rồi giảm được nhiêu bớt, rồi cái mai mốt mình khỏe tay mình chùi tiếp, chùi đến khi nào cái nồi nó sạch sẽ là thôi. Dạ. Chứ còn lọ đóng lâu ngày mà chỉ một buổi thì dạ không nói đâu, mỗi tay mà nó vẫn chưa sạch là phải. Dạ. Thôi thì hôm nay đủ duyên lành, Pháp Hòa lại được gặp quý vị qua chương trình We Online. Và lần nào cũng vậy, chúng ta đều dành một khoảng thời gian để cùng thảo luận những cái điều liên hệ đến sự tu tập của mình. Dù có ngồi đây nói bao nhiêu giờ cũng không đủ, nhưng mà đại chúng thì ai cũng sẽ có phải thời gian chừng mực của mình. Thôi cái gì ăn thiếu thiếu ngon ha, thì sao mình ăn nữa nó mới không ngán. Ngồi lâu quá ngán rồi mai mốt lại kêu vô ngồi nữa, hơi mất công, hơi làm biếng. Thôi Pháp Hòa xin cảm ơn đại chúng rất là nhiều đã cho Pháp Hòa được cái cơ hội cùng tu tập với đại chúng, cùng nâng đỡ nhau trên bước đường tu tập. Nhân năm mới, Pháp Hòa xin chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình luôn luôn được cái hạnh phúc do cái công đức tu tập của mình. Pháp Hòa luôn luôn là tâm niệm á, là cảm ơn đại chúng đã luôn luôn cho Pháp Hòa được cái cơ hội cùng chia sẻ, cùng tu tập với đại chúng. Thì chúng ta cũng nguyện làm bà con Pháp Lữ đồng hành trên đường tu tập với nhau. Cái gì mà biết được thì chia sẻ với đại chúng, rồi chúng ta cùng tiếp nhận và nâng đỡ nhau tu tập. Bước sang năm mới, tất cả những cái gì từ thân miệng ý của mình cũng sẽ mới, đời sống của mình cũng sẽ mới. Mới đây không có nghĩa là mua sắm, mà là chúng ta biết lau chùi, biết dọn rửa, để cho cái tinh thần mới đó nó luôn có mặt với mình. Và cái hình ảnh đó, Việt Nam sắp Tết đó, chúng ta lau chùi, quét dọn là cái ý nghĩa đó, đó. Mặc dù hàng ngày chúng ta vẫn lau chùi, quét dọn, nhưng mà khi Tết đến chúng ta sẽ tổng vệ sinh một cách triệt để, là để nhắc nhở rằng không phải chỉ sạch ở nhà cửa mà sạch luôn cả thân tâm. Cho nên đầu năm không được nói những gì xui xẻo, không được nói những gì không được thiện lành, mà luôn luôn phải nói những điều tốt đẹp. Người Việt Nam mình, ông bà mình đã suy nghĩ ra được những cái phong tục để cho con cháu mình noi theo. Nhưng có điều là chúng ta noi theo mà chúng ta phải thổi vào đó, hiểu được tâm ý của tổ tiên, thì chúng ta sẽ biết trân quý những gì tổ tiên đã để lại cho mình.
và tiếp tục cái con đường tổ tiên đã làm một cách rất trong sáng, và tổ tiên sẽ rất vui vì thấy con cháu chúng ta làm mà bây giờ chúng ta thấy được ý nghĩa. Và khi chúng ta thấy được ý nghĩa thì chúng ta làm hết tâm hết lòng, làm bằng tất cả trái tim của mình, làm không nể hà, và mình sẽ cố gắng truyền đạt cái điều này xuống cho các con cháu sau này của mình nữa. Thì mong tất cả được bình an, vui khỏe và tiếp nhận được những cái văn hóa, đạo đức đẹp mà ông bà tổ tiên của mình đã tạo dựng nên. Và nếu đại chúng tư duy quán chiếu, tìm ra được cái ý nghĩa trong mỗi việc làm đó, thì chắc chắn rằng cái cây này nó sẽ có cành lá rất là xum xuê, rất là đẹp, mà chính tự thân của nó phát triển chứ không cần lấy cái khác gắn vào. Mình không cần lấy cái đèn, cái móc của ai để gắn vào cái đó hết, mà tự cái thân của chúng ta tưới được đủ nước, nuôi dưỡng đầy đủ thì hoa trái nó sẽ có hoa và có trái chính từ cây của nó, mà không cần mượn cái trái nào để gắn vô, không cần mượn cái hoa nào để gắn vào. Chúc đại chúng an lạc trong năm mới. Và cũng xin đính chánh ha, tuần ngày mai sẽ không có khóa tu cho người Tây Phương, mà bù lại là sẽ sửa lại là cuối tháng. Nhưng mà ngày mai là thứ bảy thì buổi tối vẫn có pháp thoại như thường, 7:30 chúng ta sẽ học tiếp kinh Kim Quang Minh. Rồi tuần sau thì sẽ có những chương trình Tết đó, đại chúng lên Facebook của chùa có chương trình Tết, em quý vị có thể theo dõi trực tiếp hoặc là online. Chúc đại chúng khỏe, các vị ở nơi nào mà đang buổi tối giống Pháp Hòa vậy nè, ở bên Mỹ ngủ ngon nha, cuối tuần được bình an. Đại chúng Việt Nam là đã bước sang ngày thứ bảy rồi đó, thì sáng giờ là mình 8, bên Việt Nam giờ 11:30 hơn rồi chuẩn bị đi ăn trưa. Rồi mô Phật đại chúng nghỉ nha.